chương 2227, 3 ngày, có thể dưới Đông Uyên chỉ có cường đại thiên tiên cùng tôn sứ, có thể đến hắn nơi này chỉ có thể là tôn sứ. Giang giật lập tức thả ra chúa tể uy năng dung hợp phụ cận chúa tể uy năng, sau đó đi dò xét tình huống bên ngoài, hắn phát hiện tới lại là một cái tôn sứ về sau, hơi có chút kinh ngạc. Quyền dương tôn sử ra, bàn hoàng tôn sử cũng không dám xuống tới, Long dương tôn sử tới có làm được cái gì giang giật yên tĩnh ngồi xếp bằng, thông qua chúa tệ uy năng khóa chặt càng ngày càng gần long dương tôn sử muốn nhìn một chút hẳn ý muốn như thế nào long dương tôn sử đến giang giật phía trên trăm dặm sau ngừng lại hắn trầm mặc một trận quát lớn giang giật có thể hay không nghe thấy bản tỏa có thể nghe được hồi trở lại cái nói giang giật không có trả lời đối với cái này tôn sứ hắn phi thường chán ghét đều chẳng muốn phản ứng hắn có thể giết hắn xuống tới giết là được nói nhảm nhiều như vậy làm gì đợi thời gian một nén nhang Long Dương Tôn Sử gặp còn không có bất luận cái gì động tính, lần nữa quát lớn, giang giật, giống như ngươi không nghe được lời nói, vậy liền không nói, trở lấy các ngươi hồng mông thế giới diệt thế đi. Ân, giang giật sắc mặt giận dữ, không bằng hắn không cách nào truyền âm ra ngoài, chỉ có thể hướng lên trên mặt tiềm hành một khoảng cách, lúc này mới quát lớn, Long Dương Tôn Sử, ngươi nói cái gì? Long Dương Tôn Sử ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, cười lạnh quát lớn, giang giật, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục làm con rùa đen rút đầu, căn bản không thèm để ý hồng mông thế giới người chết sống đâu ha ha giang giật đôi mắt nhất chuyển cười lạnh đáp lại nói long dương tôn sử người tốt xấu là xếp hạng đệ tam tôn sứ nói loại lời này ngươi không cảm thấy đỏ mặt thế mà dùng như thế bị ổi thủ đoạn thiên quy rõ ràng quy định thượng tiên không e rằng cho nên đánh giết hạ giới con dân ngươi dám giết hồng mông thế giới con dân thử một chút thiên tôn tuyệt đối sẽ lôi đình chi nộ đến lúc đó ngươi sợ là muốn hình thần câu diệt a à. ha 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 long dương tôn sử cười ha hả sau đó trong tay xuất hiện một cái màu trắng tiên phù, hắn đem màu trắng tiên phù hướng phía dưới ném mạnh mà đi, kia màu trắng tiên phù rất nhanh nổ tung, sau đó không trung bạch quang lấp lánh xuất hiện một màn hình tượng. Cái này, Giang giật sắc mặt triệt để thay đổi, hắn thông qua chúa tể uy năng nhẹ nhóm cảm ứng được hình ảnh kia bên trong cảnh tượng, giờ phút này trong tấm hình là hắn quen thuộc cửu Dương Thành, ngoài thành tụ tập khoảng chừng mấy ngàn tỷ nhân tộc, toàn bộ vây tụ cùng một chỗ, đầy mắt hoảng sợ nhìn qua trên không. Trên không có 20 cái thượng tiên, tất cả nhân thủ cầm tiên bảo, đang sát khí, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phóng thích công kích, đem phía dưới mấy ngàn tỷ nhân tộc tươi sống chém giết. Quang mang lấp lánh hình tượng nhất chuyển, xuất hiện thiên tiên thành, đồng dạng tụ tập rất nhiều nhân tộc, đồng dạng có 20 cái thượng tiên tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Một cái thượng tiên trong tay cầm một cái tiên phù, khẩn trương nhìn chăm chú lên tiên phù, tựa hồ. Đang chờ đợi mệnh lệnh, quang mang tiếp tục lấp lánh, hình tượng chuyển biến, xuất hiện thiên ma thành, thiên tề thành, thiên cương thành, địa sát thành. Sở hữu giới diện chủ thành bên trong đều tụ tập đếm không hết nhân tộc yêu tộc, đều có thượng tiên chuẩn bị động thủ. Cuối cùng, hình tượng dừng lại tại Đông nguyên phía trên. Cổ cương mang theo ba cái thượng tiên phân biệt nắm lấy thiên phượng đại đế thần sư tử đại đế, ngụy thiên vương vân thiên vương. Cổ cương trong tay cầm một cái chiến đao gác ở thiên phượng đại đế trên cổ, khóe miệng đều là giữ tận ý, ý tứ rất rõ ràng giang giật nếu không ra ngoài, hắn đem lập tức chém giết bốn người. Hô hô, hình tượng biến mất giang giật không nói gì chỉ là thở ra một hơi thật dài nhắm mắt lại hắn có thể xác định những hình ảnh này không phải hư giả giờ phút này đông uyên phía trên thiên phong đại đế bốn người hoàn toàn chính xác bị bắt lúc nào cũng có thể bị giết hắn đánh giá thấp những này các thượng tiên vô sỉ độ hoặc là nói hắn đem thượng tiên thiên tiên tôn sứ nghĩ đến quá tốt đẹp suy nghĩ kỹ một chút đây hết thảy cũng hợp tình hợp lý thượng tiên cũng là người mặc dù nhảy ra tam giới không tại ngũ hành đã vượt ra sinh tử nhưng bọn hắn đều có linh hồn, đều có tin mừng giận nhạc buồn, đều chú trọng mặt mũi cùng tôn nghiêm. Hắn đem cổ cương long dương tôn sử bàn hoàng tôn sử tôn nghiêm dẫm lên tại dưới chân, hắn còn sống một ngày, mọi người tự một ngày trên mặt tối tăm, liền sẽ bị tiên vực vạn tiên chế diễu một ngày. Càng là chức cao trọng quyền người, càng xem trọng mặt mũi, càng xem quyền cao uy, không cho khiêu khích, không thể ngỗ nghịch. Hắn tồn tại uy hiếp các vị đại nhân vật quyền thế, mặt mũi, uy nghi. Bọn hắn không làm gì được hắn chỉ có thể dùng hạ sách nhất, dùng hèn hạ vô xỉ thủ đoạn, chỉ cần có thể giết hắn, bị người chỉ trích vài câu lại có làm sao, bọn hắn mất mặt còn chưa đủ à. Giang giật, Long Dương tôn xử quát khẽ, bản tọa cho ngươi nửa canh giờ, đi ra Đông Uyên, chúng ta công bằng một trận chiến, bất luận ngươi có thể hay không thắng ta, bản tọa lập tức để cổ cương phóng thích tất cả mọi người, quyết không nuốt lời. Quyết không nuốt lời ha 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 ha, ha. Giang giật cười ha hả trong tiếng cười đều là đùa cợt cùng mỉa mai, hắn giống to, Long Dương tôn xử, ngươi cảm thấy ngươi còn có có độ tin cậy ngươi liền cầm xuống dưới ức vạn vạn con dân sinh tử uy hiếp ta thủ đoạn đều có thể dùng đến ngươi cảm thấy ngươi còn có nhân cách có thể nói hoặc là nói ngươi còn tính là người sao đã ngươi liền người đều không phải ngươi cùng đánh giám khác nhau ở chỗ nào những sinh linh kia có lỗi gì những cái kia vô tội con dân phạm vào tội gì ngươi có tư cách gì thước đoạt tính mạng của bọn hắn mỗi người đều là một đầu sống sờ sờ sinh mệnh a à, bọn hắn giống như chúng ta đều có linh hồn có tư tưởng có tin mừng giận nhạc buồn hội đau hội sợ hãi cái chết. Giữa ngươi và ta ân oán ngươi có thể giết ta, có thể mời thiên tôn chu sát ta, có thể dùng hết tất cả biện pháp. Chỉ cần ngươi có thể giết ta, ta tuyệt không nửa điểm lời oán giận. Ngươi lại cầm người vô tội, vô tội phàm nhân, vô tội lão nhân hài tử phụ nhân đến uy hiếp ta ngươi đường đường tôn sứ đại nhân, cao cao tại thượng, vạn tiên kính ngưỡng. Thậm chí, hạ giới vô số con dân còn ngày đêm cúng bái các ngươi, đây chính là các ngươi phẩm hạnh, đây chính là ngươi tu luyện mấy trăm vạn năm nói giang giật rất sục sôi, rất bén nhọn, làm người rất đau đớn. Long Dương Tôn Sử sắc mặt có một chút mất tự nhiên, hắn đường đường tôn sứ đại nhân bị người chỉ vào cái mũi mắng không phải người, mấu chốt hắn việc này làm đích thật ám muội, nội tâm của hắn hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ, có chút hổ thẹn. Nhưng là khai cung không quay đầu lại tiến, sự tình đến một bước này, đi nói những này không có ý nghĩa. Hắn chỉ có thể hung ác quyết tâm cắn răng nói ra, giang giật, người nói nói nhảm nhiều như vậy không dùng. Sau nửa canh giờ, Người không ra, các ngươi hồng mông thế giới sở hữu con dân tựu thay chết theo, tất cả mọi người lại bởi vì ngươi mà chết, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Giang giật trầm mặc một hồi, hỏi ngược lại, Long Dương tôn sử, ngươi làm như vậy thiên tôn biết không giống như thiên tôn ngầm đồng ý, các ngươi cái này tiên vực. Tựu không cứu nổi, ba cái thiên tôn đều là, Long Dương tôn sử khóe miệng có chút co rúm. Giang giật cái tên niên này thiên tôn cũng dám mắng vạn nhất kinh động thiên tôn việc này liền phiền toái, hắn quyết định bất hòa giang giật nhiều lời, thân thể khẽ động chậm rãi hướng lên trên mặt bay đi cuối cùng nói ra nửa canh giờ nhớ kỹ bản tọa chỉ chờ ngươi nửa canh giờ hô hô giang giật thống khổ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu hắn quát lớn chờ chút long dương tôn sử nhướng mày thân thể dừng lại giang giật giống to đợi ta ba ngày ba ngày sau ta tự sẽ ra tốt long dương tôn sử khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nửa canh giờ cùng ba ngày cũng không có khác nhau chỉ cần giang giật có thể ra liền tốt hắn còn có thể trước thời gian thông chi bản hoàng tôn sử cùng một chỗ diệt sát giang giật. Ba ngày sau, rửa sạch sỉ nhục, Long Dương tôn sử nắm chặt thoáng cái nắm đấm, thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén bay vụt mà lên, biến mất tại Đông Uyên. Chương 2228, tai kiếp khó thoát. Giang giật muốn ba ngày thời gian, ba ngày thời gian không làm được cái gì, không bằng hắn vẫn là hết sức đi tìm hiểu một chút, suy nghĩ biện pháp tăng lên thoáng cái chiến lực. Đương nhiên, coi như có thể tăng lên một chút, Giang Giật cũng không có nắm chắc đối chiến tôn sứ. Bởi vì gần nhất đột phá tôn sứ đều là trăm vạn năm trước, bọn hắn điều nghiên chúa tể huy năng trăm vạn năm trở lên, bọn hắn đối với chúa tể huy năng hết sức quen thuộc, có thể diễn hóa ra vô tận biến hóa, có được rất nhiều huyền bí thủ đoạn. Trái lại Giang Giật xuất sinh đến mới hơn 10 thời gian 20 năm, điểm ấy thời gian có thể làm gì còn không bằng một cái thượng tiên tùy ý bế quan thời gian. Giang Giật đối với chúa tể huy năng, thậm chí đối với thiên địa chi lực đều không có quá cao thâm nghiên cứu, ngay cả dùng thiên địa chi lực sử dụng đều là đơn giản thô bạo rầm rầm rầm. Giang giật vẫn là nghĩ hết lực lượng cuối cùng cố gắng thoáng cái, hắn có một cỗ không chịu thua tính tình, không đến cuối cùng hết thảy tuyệt không chịu thua. Hắn muốn lợi dụng 3 ngày thời gian đi tìm hiểu một chút đông uyên bí mật, nhìn xem có thể hay không còn có hy vọng sống sót. Không sai, sống sót, bởi vì 3 ngày sau hắn nhất định phải ra ngoài, vì những cái kia vô tội con dân, vì hồng mông thế giới ức vạn vạn sinh linh đi ra ngoài một trận chiến hắn xuất sinh hồng mông thế giới, hắn là hồng mông thế giới nhân tộc cùng yêu tộc lãnh tụ, là bọn hắn vương, bọn hắn thiên đế. Hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ thủ hộ bọn hắn, dù là hắn thịt nát xương tan, thế giới người phàm mạng sống con người rất ngắn, người sau khi sinh mỗi lần qua một ngày sinh mệnh tựu giảm bớt một ngày, người sớm muộn đều sẽ chết, nếu có thể ở cái này ngắn ngủi thời gian bên trong trôi qua đặc sắc, sống được oanh oanh liệt liệt, cũng không uổng công tới này trên đời đi một chuyến. Giang giật đời này đầy đủ đặc sắc, Hắn đứng ở vô số người chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao, hắn làm rất nhiều đại sự, sự tích của hắn có thể lưu truyền thiên cổ. Hắn cho rằng đầy đủ, hắn không e ngại tử vong, hắn muốn vì con dân của hắn, vì hắn bảo vệ người đi oanh oanh liệt liệt trận chiến cuối cùng, bất luận thành bại sinh tử, chí ít có thể bảo trụ hồng mông thế giới sở hữu con dân. Chết có nhẹ tựa lông hồng, cũng có nặng như Thái Sơn, vì có thể làm cho ức vạn vạn con dân hảo hảo còn sống, hắn cho rằng chết được đáng giá. Sở dĩ, hắn phải đi chiến. Về phần hắn chết rồi, hắn thân nhân tộc người bằng hữu làm sao bây giờ, còn có thanh linh các nàng sự tình, giang giật đã không quản được nhiều như vậy. Hắn không có năng lực đi quản, hắn chỉ có 3 ngày thời gian, thời gian quá cấp bách, hắn đều không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Hắn đóng lại giác quan thứ 6, toàn tâm toàn lực yên lặng trong vòng tham ngộ, thông qua chúa tể uy năng đi thăm dò đông nguyên bí mật, đi lặp đi lặp lại thôi diễn, đi cùng hắn thế giới lẫn nhau xác minh, đi thăm dò đại đạo chân lý. Thế giới này bí mật rất nhiều, Giang giật đều cũng không đủ thời gian đi thăm dò, tỉ như tiên ma sơn, vì sao nhìn từ đằng xa nhỏ như vậy, tới gần giải quyết xong vô cùng lớn tỷ như thiên tôn nhai đến cùng là địa phương nào, vì sao thượng tiên có thể ở nơi nào lĩnh hội thành tựu thiên tôn lại tỷ như thiên tôn đến cùng làm sao hình thành tìm hiểu cái gì có được dạng gì thần thông cùng năng lực mới có thể tính làm thiên tôn. Thế giới này quá kỳ diệu, quá nhiều bí mật, hắn đều không có thời gian đi khai quật thăm dò. Hắn nắm chắc mỗi một phần một giây thời gian, não hải vận chuyển tốc độ đạt đến cực hạn, từng điểm từng điểm đi thôi diễn, đi đem nội tâm ý nghĩ xác minh, theo đuổi hắn nói. Long Dương Tôn Sử trở về về sau, đem giang giật ba ngày sau ra tin tức nói cho hình sử đại nhân, sau đó liền rời đi, chuẩn bị ba ngày sau lại đến. Hắn cũng không sợ giang giật đột nhiên ra chém giết cổ cương, cứu thiên phượng đại đế bốn người. Giang giật có thể cứu bốn người, hắn có thể cứu hồng mông thế giới ức vạn vạn con dân. Đã giang giật quan tâm những cái kia con dân, ba ngày sau tuyệt đối sẽ ra, chỉ cần ra hắn ắt có niềm tin đánh giết giang giật, rửa sạch sỉ nhục. Kỳ thật, Long Dương Tôn xử trước đó cũng không muốn cho hồng mông thế giới diệt thế, dù sao việc này huyên náo quá tốt đẹp đại, thiên tôn khẳng định sẽ biết, đến lúc đó tức giận phía dưới hắn có thể sẽ bị chém giết. Giờ này khác này đều đã hình thành loại cục diện này, hắn không cách nào xuống đài, chỉ có một con đường đi đến đen. Giống như giang giật ba ngày sau không xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ trước chém giết thiên phượng đại đế bốn người, giống như giang giật còn không ra, hắn chỉ có thể ngoan tâm để cổ cương hạ lệnh, đem hồng mông thế giới ức vạn vạn sinh linh diệt sát. Long Dương tôn sử sau khi trở về, cổ cương lặng yên để cho người ta đưa tin, đem giang giật ba ngày sau ra tin tức truyền về thiên đình. Hắn biết rõ làm như vậy Long Dương tôn sử khẳng định hội bất mãn, nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Bởi vì hắn nghĩ ba ngày sau, làm cho tất cả mọi người nhìn xem giang giật chết, nhìn xem giang giật tại hắn bố trí bị giết. Hắn muốn để toàn bộ tiên vực đều biết, cùng hắn cổ cương là địch người kết cục chỉ có một cái, cái kia chính là chết. Giang giật chết rồi, hắn đem một lần nữa trở thành hình sử đại nhân, muốn ngồi vững vàng vị trí này, hắn nhất định phải để sở hữu thượng tiên cùng thiên tiên sợ hắn, đối với hắn kính sợ, chỉ ít mặt ngoài không dám chế diễu, dạng này mới có thể có uy nghi, mới có thể uy hiếp quần hùng. Tin tức này một truyền ra, tiên vực lần nữa náo nhiệt lên. Tiên vực sở hữu tiên nhân đều đang chăm chú việc này, lại đều không thật nhiều nghe ngóng, có minh xác tin tức sở hữu thượng tiên tự nhiên hưng phấn lên. Có thượng tiên đã lặng yên bắt đầu truyền tống, liền tại phụ cận ẩn núp, chờ đợi ba ngày sau đại chiến. Có thượng tiên vạn lý xa xôi truyền tống đi tiên vực, chăn chọc lại truyền tống đến Đông Uyên, còn có thượng tiên thẳng tắp hướng bên này bay tới. Ba ngày sau tuyệt đối sẽ bộc phát đại chiến, có thể quan sát tôn sứ xuất thủ, đối với thượng tiên thiên tiên đều có thể có trợ giúp. Mà lại giang giật nói rõ ba ngày sau ra, khẳng định là có chút nắm chắc. Giang giật có thể tại Đông Uyên bên trong ẩn núp lâu như vậy, có thể chém giết thanh hà lực hoài tống dư, rất nhiều thượng tiên cho rằng Giang giật đã có được tôn sứ chiến lực. Tôn sứ cùng tôn sứ khai chiến, nói không chừng bàn hoàng tôn sứ cũng sẽ xuất thủ, như thế thịnh thế làm sao có thể không thể quan chiến mặc dù rất nhiều thượng tiên đều biết, bọn hắn người xem sẽ để cho Long Dương tôn sứ bọn người khó chịu, nhưng vẫn là đạo nghĩa không thể trùn bước tới. Hai ngày, chỉ là hai ngày thời gian, Đông Uyên phụ cận lần nữa hội tụ ba vạn thượng tiên, 10 cái tán tiên, người cái thiên tiên. Đương nhiên tất cả mọi người không dám áp sát quá gần, đều tiềm phục tại nơi xa, chậm đợi giang giật ra, chậm đợi đại chiến mở ra. Bắc điện, hậu điện bên ngoài, bị đặc tôn sử đi qua đi lại, hắn nhận được tin tức về sau, đã ở bên ngoài đi qua đi lại hai ngày, nội tâm của hắn vẫn là không quyết định chắc chắn được. Qua nửa ngày, bị đặc tôn sử bước chân rốt cuộc cũng ngừng lại, cắn răng nói ra, liều mạng, tiểu tử, đây là bản tọa một lần cuối cùng giúp ngươi, giống như lần này ngươi còn không cách nào may mắn thoát khỏi chính là của ngươi mệnh hắn sau khi nói xong dứt khoát tiến vào hậu điện bên trong đại điện này không có cái gì chỉ là chính giữa trưng bày một cái pho tượng điều khác chính là một cái uy nghi lão giả tóc bạc mặt hồng hào tiên phong đạo cốt chỉ là một pho tượng lại làm cho người không hiểu có quỳ xuống cúng bái xúc động ầm uhm, bị đặc tôn sử trùng điệp quỳ xuống không người quát khẽ bị đặc tham kiến điện chủ có việc thượng tấu pho tượng không có bất cứ động tính gì bị đặc tôn xử không dám ngẩng đầu, tự lặng lặng chờ đợi, hắn biết rõ pho tượng kia chủ nhân nhất định có thể cảm ứng được, khẳng định hội truyền lời xuống tới. Nửa nén hương về sau, một đạo già nuôi uy nghi thanh âm quả nhiên vang lên, chuyện gì? Bị đặc tôn xử đứng thẳng lên thân eo, chắp tay nói, là liên quan tới hồng mông thế giới giang giật sự tình. Không cần nói, bị đặc tôn xử trực tiếp bị đánh gãy, kiều uy nghi thanh âm lần nữa bay tới, việc này ta đã sớm biết, ta không có khả năng ra mặt, đông điện vị kia, rất không thích tiểu tử kia, người lui ra đi, rõ, bị đặc tôn xử lần nữa cong xuống, thối lui ra khỏi hậu điện, đang đóng cửa điện sau bị đặc tôn xử khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, ánh mắt nhìn về phía phía đông khe khẽ thở dài. Ba vị thiên tôn sớm đã biết rõ việc này, đã bọn hắn một mực không có ra mặt can thiệp việc này, hiển nhiên ngầm cho phép bàn hoàng tôn xử cùng long dương tôn xử hành vi. Mà lại đông điện điện chủ rất không thích giang giật, giang giật lần này là tai kiếp khó thoát chương 2229, không thể không chiến. Ba ngày thời gian đã đến, Đông Nguyên phụ cận dòng giã tụ tập 7-8 vạn thiên tiên, lần này có đầy đủ thời gian, mà lại nói rõ lại có đại chiến phát sinh, sở dĩ rất nhiều thượng tiên đều nghe hỏi mà tới. Trọng tài đại nhân, ngục sứ đại nhân, đình dùng đại nhân, điển dùng đại nhân. 36 cái thiên tiên ngoại trừ chết đi mấy cái, còn đang bế quan mấy cái bên ngoài gần như đều tới. Những cái kia không có được sách phong thiên tiên tán tiên tới 10 cái, bất quá đều không có áp sát quá gần, toàn bộ tại phủ cận bên trong dãy núi ẩn núp, đông nguyên phía trên vẫn như cũ chỉ có cổ cương ba người. hưu một đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh bay tới, còn tại ngoài vạn dãm không hiểu tiên uy tựu tràn ngập mà ra, rất nhiều ẩn núp thượng tiên lập tức thu liếm khí tức, long dương tôn xử khí thế như thế chi thịch, ai dám đi sờ hắn rủi ro? lưu quang không có dừng lại, vượt ngang liên miên dãy núi, mấy lần hô hấp ở giữa tựu sừng sướng tại cổ cương phía trước ánh mắt của hắn lạnh băng băng liếc nhìn đông uyên phía dưới con mắt khép mở ở giữa có lôi đình lấp lánh trên người tiên huy để cổ cương cùng ba cái thượng tiên đều cảm giác được ngạt thở thiên phượng đại đế ngụy thiên vương bốn người bị nhiếp hồn căn bản không có thanh tỉnh ý thức không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra tựa như cái xác không hồn chết lặng đứng thẳng long dương tôn sử nhìn mấy lần ánh mắt nhìn về phía cổ cương nói đã đến giờ sao cổ cương gật đầu nói đã đến giang giật còn chưa có đi ra nếu không trước hết giết một hai cái không được, Long Dương Tôn Sử sắc mặt lạnh lẽo nói, giống như sau nửa canh giờ, Giang giật còn không ra rồi nói sau. Bốn phía đều là thiên tiên cùng thượng tiên, thời khắc đang dò xét tình huống bên này, Long Dương Tôn Sử không thể không làm làm bộ dáng, hiển lộ rõ ràng nhân từ chi tâm. Hắn không có rõ ràng nói muốn giết người, ở trong đó ý tứ lại rõ ràng bất quá, sau nửa canh giờ cổ cương động thủ giết người, lại không phải hắn ra lệnh, oan ức tự nhiên là cổ cương cóng. Cổ cương minh bạch Long Dương Tôn dùng ý tứ, hắn không để tâm cõng nỗi oan ức này, chỉ cần có thể giết chết Giang Giật, bị người lên án lại như thế nào đến lúc đó hắn khôi phục hình xử đại nhân chi vị, ai dám công khai nói nửa câu. Long Dương Tôn Sử đứng chắp tay, nhắm mắt lại lẳng lặng chờ đợi, cổ cương cùng ba vị thượng tiên mang theo thiên phượng đại đế bọn hắn lui về phía sau vạn trược, thời khắc nhìn chằm chằm đông uyên, chờ đợi Giang Giật ra. Một nén nhang, hai nén hương, ba nén hương, bốn phía vang lên từng đợt có chút tiếng ồn ào, Giang giật sẽ không không dám đi ra a nhiều như vậy thượng tiên thiên tiên chờ ở tại đây, giống như giang giật không ra, cái này trò hai tựu không có cách nào nhìn. Cổ cương sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, mặc dù giờ phút này không có lấy lấy đao gác ở thiên phượng đại đế trên cổ, nhưng sát khí trên người càng lúc càng nồng nặc. Nửa canh giờ qua đi hắn tuyệt đối sẽ cái gì đều không quan tâm, chém giết hai người lại nói. Tiểu tử kia đang làm gì? Một tòa sơn mạch bên trong ngục sứ đại nhân nói thầm, giang giật tính cách hắn có chút hiểu rõ, đã giang giật đáp ứng ba ngày sau ra đây chính là ứng chiến vì sao ba ngày lúc đã qua còn không thấy bóng người đông uyên phía dưới rất hiên tĩnh giang giật còn tại bên trong ẩn núp hắn xếp bằng ở đông uyên chỗ sâu nhất hai mắt nhắm chặt còn đang bế quan bên trong bế quan không có tuế nguyệt hắn căn bản không biết thời gian chỉ có thể đại khái suy đoán qua bao lâu chính hắn cảm giác ba ngày thời gian hẳn là qua nhưng hắn còn không có xuất quan bởi vì hắn lĩnh hội đến thời khắc quan trọng nhất hắn cũng không có ngộ ra đông uyên bí mật hắn càng không biện pháp giải quyết hắn thế giới không có tam giới nan đề hắn lĩnh hội chính là một cái khác đồ vật hắn tại khai quật đông uyên bí mật lúc cảm ngộ một vật hoặc là nói có một cái phương hướng mới phương hướng bắt nguồn từ đông uyên bên trong cuồng bạo năng lượng đã cuồng bạo năng lượng uy lực rất lớn liền bàn hoàng tôn sử cũng không dám tiến vào đông uyên chỗ sâu nhất giống như hắn có thể làm cho năng lượng bắt đầu cuồng bạo phải trang liền có thể lực kháng sở hữu tôn sứ Nói một cách khác giống như giang giật có thể làm cho bất kỳ địa phương nào năng lượng bắt đầu cuồng bạo, kia bất kỳ địa phương nào đều là Đông Uyên, hắn tùy thời tùy khắc có thể mượn nhờ cuồng bạo năng lượng trấn áp đánh lui địch nhân. Mạch suy nghĩ là tốt mạch suy nghĩ, vấn đề làm sao để năng lượng trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo lại thế nào trưởng khống cuồng bạo năng lượng giết địch những này là nan đề. Giang giật có thể dung hợp cuồng bạo năng lượng, nhưng hắn một khi dung hợp, năng lượng sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, liền không có cuồng bạo như vậy lực sát thương. Chỉ cần có phương hướng, phụ cận đều là cuồng bạo năng lượng, tại như thế hoàn cảnh dưới giang giật bắt đầu tìm hiểu đến rất nhanh, giờ phút này đã mơ hồ mò tới một tia chân đế, còn kém một bước cuối cùng. Nửa bước lên trời, giang giật thời gian quá ít quá ít, đừng nói một bước, giống như kẹt ở chỗ này, nửa bước đều có thể thẻ tới mấy năm. Thời gian đã vượt qua ba ngày kỳ hạn, thiên phượng đại đế bọn người lúc nào cũng có thể bị giết. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, phía trên cổ cương đã không nhịn được, trong tay tỏa ra ánh sáng liền muốn động thủ chém giết thiên phượng đại đế, Long Dương Tôn sử con mắt đột nhiên mở ra, phi thường khẳng định khoát tay áo nói, không thể sát hại vô tội con dân, bản tỏa đi xuống trước tìm tòi đi. Suy, Long Dương Tôn sử thanh âm không lớn không nhỏ, bất quá bốn phía rất nhiều người đều đang dò xét tự nhiên tinh tường, vô số người trợn trắng mắt, khóe miệng đều lộ ra vẻ đùa cợt. Long Dương Tôn sử cái này bức giả bộ hẳn là cho mắc điểm. Đều tác dụng như thế bị ổi thủ đoạn, dùng ước vạn sinh linh tính mệnh áp chế, tự mình bắt được bốn cái vô tội con dân đến tiên vực khiến cho Giang giật ra. Loại thủ đoạn này rất nhiều thượng tiên cũng vì đó chưa chẽn, Long Dương Tôn Sử vẫn còn giả mù sa mưa nói không nên giết hại vô tội đây không phải làm cái kia còn muốn lập đền thờ sao. Hưu, Long Dương Tôn Sử thân thể hóa thành lưu quang hướng xuống mới bay đi, hắn kỳ thật cũng là không có biện pháp, có thể không giết người vẫn là không nên giết người. Bởi vì vừa rồi hắn cảm thấy một tia nhàn nhạt đặc thù khí tức, này khí tức người khác không biết, hắn lại hết sức quen thuộc kia là thiên tôn khí tức, là đông điện chi chủ khí tức. Đông điện chi chủ đang chăm chú việc này, mà lại cố ý lộ ra một tia khí tức, liền là nhắc nhở hắn làm việc không thể quá tuyệt, thủ đoạn không thể quá tối. Nếu không ảnh hưởng không chỉ là Long Dương Tôn sử danh dự, sẽ còn ảnh hưởng toàn bộ đông điện, bao quát đông điện chi chủ thanh danh. Đương nhiên, đông điện chi chủ lộ ra một tia khí tức còn có một loại ngụ ý, đó chính là hắn đã biết rõ việc này, cũng không có can thiệp, hắn ngầm cho phép đông dương tôn sứ hành vi. Cái này khiến Long Dương tôn sử tinh thần đại chấn, có đồng điện chi chủ âm thầm duy trì, hắn còn có cái gì cố kỵ. Giang giật, hắn bay vụt hạ Đông uyên chỗ sâu nhất, đối phía dưới trầm hống, ba ngày thời gian đã qua, người cái này nếu là nuốt lời sao. Phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ động tính gì, Long Dương tôn sử đưa tay đối phía dưới đột nhiên vỗ xuống một trường, lần nữa quát lớn, giang giật, ta cho ngươi thêm thời gian một nén nhang, giống như còn không ra, tự gánh lấy hậu quả. Hiu! nói xong long dương tôn sử bay vụt mà lên không còn có nhìn xem vừa mới mắt giang giật con mắt tại lúc này mở ra khóe miệng lộ ra một tia đắng chát hắn vẫn là tranh lệch một chút như vậy điểm này lại là thiên địa khác biệt long dương tôn sử cho kỳ hạn chót hắn chỉ có thời gian một nén nhang ai hắn đứng dậy kinh ngạc nhìn một cái bốn phương tám hướng đen nhánh không gian cảm thụ bốn phía một cái cuồng bạo năng lượng hít một hơi thật sâu chậm rãi hướng lên trên mặt bay đi hắn không thể đột phá chiến lực cũng không có tăng lên quá nhiều, phía trên có một cái Long Dương Tôn Sử chờ lấy hắn, bàn Hoàng Tôn Sử khẳng định tiềm phục tại phụ cận lúc nào cũng có thể xuất thủ. Hắn không có bất kỳ cái gì thắng cơ hội, nhưng hắn nhưng lại không thể không chiến. chương 2230, quá yếu quá yếu. Đông Uyên cũng không có quá sâu, Giang giật hóa thành một đạo lưu quang mấy hơi thời gian tự bay đi lên. Hắn cũng không hề rời đi Đông Uyên, tự sừng sướng tại Đông Uyên phía trên. Hắn mặt không thay đổi sừng sướng giữa không chung, thiên địa chi lực tản ra, chúa tể uy năng bắt đầu dung hợp, cảm ứng đến tình huống chung quanh. Rất nhiều người, khắp nơi đều là người, thông qua chúa tể uy năng giang giật có thể cảm ứng phương viên mấy chục vạn lý tình huống, phụ cận bên trong dãy núi người nằm vùng nhiều lắm, ít nhất có 7, 8 vạn người, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thần thức đều khóa chặt bên này. Giang giật ra có thể tinh tường cảm ứng được mấy vạn đạo thần thức khóa chặt hắn, hắn trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không có cảm ứng được cái khác tôn sứ, bị đặc tôn sử cùng bàn hoàng tôn sử bọn hắn đều không có tại phụ cận ẩn núp. Giang giật mặc kệ nhiều như vậy, ánh mắt nhìn về phía Long Dương tôn sử, sau đó khóa chặt Long Dương tôn sử sau lưng vạn trượng cổ cương, trong mắt của hắn sát khí rốt cuộc che giấu không ở. Thiên phượng đại đế thần sư tử đại đế ngụy thiên vương vân thiên vương đô là như cũ, liền là ánh mắt mê mang, không có thanh tỉnh ý thức, giang giật nhìn lướt qua bốn người, mở miệng nói ra, Long Dương tôn sử, ta đã ra, thả bốn người bọn họ đi, mặt khác đem hồng mông thế giới thượng tiên đều rút về đến. Long Dương Tôn Sử nhàn nhạt, nhạt vung tay lên, cổ cương bọn người bắt lấy bốn người để tay mở ra, Giang giật lại lắc đầu nói ra, ta không tin tưởng cổ cương, đem bốn người này giao cho mục sứ đại nhân. Ngoài ra để cho mục sứ đại nhân hạ giới đi triệu hồi sở hữu thượng tiên, người làm chúng cam đoan sẽ không bao giờ lại đối phó hồng mông thế giới con dân, giống như làm không được. Ta lập tức trở về Đông Uyên chỗ sâu, Giang giật giờ khắc này ở Đông Uyên phía trên, muốn xuống dưới tốc độ quá nhanh, đồng uyên năng lượng cuồng bạo, Long Dương Tôn Sử muốn truy sát rất khó khăn. Giống như đem Giang giật đẩy vào đồng uyên chỗ sâu, có lẽ sẽ vĩnh viễn sẽ không lại ra. Long Dương Tôn Sử trầm ngâm một lát, thần thức tản ra khóa chặt xa xa ngục sứ đại nhân truyền âm nói, người vất vả một chuyến, đem sự tình làm. Mục sứ đại nhân có chút im lặng sờ lên cái mũi, Giang giật thật đúng là sẽ cho hắn tìm nan để A, à, hắn cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Chỉ là bị điểm tên, hắn chỉ có thể mang theo mấy cái thượng tiên bắn ra, để mấy cái thượng tiên đem thiên phượng đại đế bọn người mang đi đưa về hồng mông thế giới, đồng thời đi đem phía dưới thượng tiên triệu hồi. Hắn nhìn thoáng qua giang giật, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chính mình tự mình đi một chuyến hồng mông thế giới, giang giật như thế tin tưởng hắn, hắn phải đem sự tình làm đến thật xinh đẹp. Cùng ngục sứ đại nhân liếc nhau, giang giật triệt để yên tâm. Có ngục sứ đại nhân xuất mã, hồng mông thế giới chỉ ít bảo vệ, giang giật nhìn về phía Long Dương Tôn Sử, chờ đợi hắn trước mặt mọi người thông báo, Long Dương Tôn Sử làm sao có thể trước mặt mọi người nói chuyện này. Đây không phải là cho thấy việc này là hắn toàn quyền chủ đạo hắn đôi mắt nhất chuyển nói ra, cổ cương, còn có ở đây tất cả mọi người nghe, về sau tuyệt đối không có khả năng đối phó hồng mông thế giới bất luận kẻ nào, đây là thiên quy. Ai dám vi phạm tuyệt không ân xá, một đám thượng tiên nhao nhao lật lên bạch nhãn, Long Dương Tôn Sử giả chỗ cái này bước lại là mắc điểm A. Tự mình làm dơ bẩn sự tình ngược lại đem toàn bộ người kéo xuống nước, còn sát có việc gian dạy cái này đã không thể dùng lập đền thờ hình dung, vô sỉ đến cảnh giới nhất định. Giang giật khẽ vuốt cằm, nhiều như vậy thượng tiên thiên tiên đều tại cái này, bất luận chiến thắng này bại, Long Dương Tôn Sử Tuyệt sẽ không cho phép có người lại đi đối phó hồng mông thế giới người, hắn không có nỗi lo về sau. Có thể toàn lực đánh một trận, Giang giật nhắm mắt lại, cả người đều trầm tĩnh lại, giờ khắc này tâm trước nay chưa từng có yên tĩnh, dù là giờ phút này chết đi, hắn cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối. Đương nhiên, Giang giật cũng không định khoanh tay chịu chết, hắn muốn toàn lực một trận chiến, chết cũng muốn oanh oanh liệt liệt chiến tử. Ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra khóa chặt cổ cương, trên thân sát khí cuồn cuộn mà ra, hắn thân thể theo đông uyên bên trong bắn ra, hướng Long Dương Tôn Sử bay đi. Tốt, Long Dương Tôn Sử trong ánh mắt tinh mang vạn dương, Giang giật chỉ cần rời đi đông uyên, đem rốt cuộc không có có cơ hội chạy đến đi. Ngay trước mấy vạn thượng tiên trước mặt, Long Dương Tôn Sử tuyệt không cho phép trận chiến này thất bại, hắn muốn giết người lập uy hắn muốn rửa sạch sỉ nhục uống hai tay của hắn kết ấn đột nhiên hướng phía trước vỗ đông uyên biên giới không gian lập tức sóng gió nổi lên như từng đạo như gợn sóng phun trào không thôi tựa hồ tại đông uyên cùng giang giật ở giữa ngưng tụ lấp kín tường ngăn cản giang giật hồi trở lại trốn giang giật không có ý định chạy trở về hắn dự định chết tại đây ông thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ hắn thuấn di mục tiêu của hắn phi thường rõ ràng hắn muốn chém giết cổ cương. Hừ, Long Dương Tôn Sử cười lạnh một tiếng, một tay có chút lay động, bốn phương tám hướng không gian đều sóng chấn động động, giang giật thân ảnh ở nửa đường tựu bị chấn động ra. Thuấn Di Long Dương Tôn Sử cũng đã biết, mà lại so giang giật càng nhanh, hắn có thể nhẹ nhõm khóa chặt giang giật chỗ phương vị. Giang giật nghĩ vượt qua hắn đi đánh giết cổ cương giống như cổ cương thật bị giết, hắn tôn này dùng cũng không cần làm. Lợi hại, Giang giật thân ảnh ở giữa không chung ngưng kết, nội tâm cảm khái không thôi, Long Dương Tôn Sử thế nhưng là đột phá 150 vạn năm, nghiên cứu thiên địa chi lực Chúa Tể Huy Năng hơn 100 vạn năm, nắm giữ thủ đoạn thần thông vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn điểm ấy thủ đoạn đối với Long Dương Tôn Sử ra nói, tựa như tiểu hài tử trò siếc, nhẹ nhõm liền có thể khám phá. Đã không cách nào né qua Long Dương Tôn Sử đánh giết cổ cương, giang giật chỉ có xuất thủ đối phó Long Dương Tôn Sử. Hắn trong nháy mắt vận dụng dung hợp Chúa Tể Huy Năng chấn áp Long Dương Tôn Sử sau đó ngưng tụ một đoàn chúa tể uy năng hóa thành một bàn tay vô hình trưởng đối hắn hung hăng vỗ tới. Ha ha ha, Long Dương Tôn Sử cười ha hả, hắn đã sớm cảm ứng được phụ cận chúa tể uy năng ba động hắn thân thể sớm một bước rời đi đi, ra giang giật bên phải, hắn cũng không có xuất thủ, hí ngược nhìn qua giang giật. Hắn đã thăm dò rõ ràng giang giật chân thực chiến lực, mặc dù có thể điều động chúa tể uy năng, nhưng chỉ là miễn cưỡng nhưng so sánh tôn sứ thôi. Đối với hắn cái này đột phá tôn sứ 150 vạn năm lão điểu tới nói, quá yếu quá yếu. Đã như vậy, hắn tự không vội ở đánh giết giang giật, hôm nay tới nhiều ngày như vậy tiên cùng thượng tiên, vừa vặn có thể để mọi người xem hắn chiến lực cùng thủ đoạn, uy hiếp quần hùng. Oanh, phía dưới mặt đất bị giang giật đánh ra một cái không đáy hố sâu, toàn bộ đông uyên phụ cận vạn lý mặt đất cũng hơi chấn động, dãy núi lay động, đá vụn lăn xuống, đại thụ chập chờn rất nhiều ẩn núp các thượng tiên nhao nhao hãi nhiên. Nghe đồn quả nhiên không uổng, Giang giật hoàn toàn chính xác có được tôn sứ thực lực, lần này tới quan chiến không lỗ A. À. Uống hay, Giang giật liên tục không ngừng công kích, không ngừng hướng Long Dương tôn sử đập tới. Hắn cũng không có dẫn động bất kỳ thiên địa chi lực, sở dĩ thượng tiên cùng thiên tiên bọn họ căn bản không cảm ứng được hắn điều động năng lực, chỉ cảm thấy Giang giật thủ ấn một kết, bốn phương tám hướng tự thiên băng địa liệt, không gian sụp đổ. Vù vù, cổ cương dẫn người nhanh chóng lùi về phía sau, phụ cận áp sát quá gần thượng tiên cùng thiên tiên bọn họ đồng dạng hoảng sợ lui lại, tránh cho bị tác động đến. Cũng may giang giật không có đồ sát dự định, Long Dương Tôn sử một mực tại phụ cận lấp lóe chiến trường không có tác động đến quá xa. Quá yếu quá yếu, khoảng cách bên này 300 vạn lý một đỉnh núi phía trên, bị đặc tôn sử đứng chắp tay, hắn khẽ lắc đầu thở dài. Bên kia tình hình chiến đấu hắn tinh tường có thể cảm ứng được, giang giật bế quan một đoạn thời gian, cũng không có quá mạnh đột phá, sức chiến đấu cỡ này đối phó thiên tiên cũng tạm được, cùng tôn sứ so sánh lại là tráng hán cùng hài nhi khác nhau. Kết thúc, bốn phía chúa tể Huy năng lưu động tốc độ đột nhiên tăng tốc, bị đặc tôn sử đôi mắt ảm đạm, long dương tôn sử rõ ràng không muốn chơi, bắt đầu triệu tập chúa tể Huy năng, chuẩn bị kết thúc trận này trò chơi. chương 2231, Thiên La Địa Võng Long Dương Tôn Sử hoàn toàn chính xác chuẩn bị kết thúc trận này trò chơi nhàm chán, Giang Giật Oanh đến đánh tới đều là một chiêu này, hắn căn bản không hiểu được như thế nào xảo diệu vận dụng chúa tệ huy năng thủ đoạn ngây thơ buồn cười cái này giống như một cái nhà giàu mới nổi đột nhiên đạt được một khoản tiền lớn hắn nhưng lại không biết như thế nào dùng số tiền kia sinh tiền hắn sẽ chỉ trắng trận tiêu xài dùng tiền thẻ 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 coi là dạng này liền có thể trở thành một cái thật quý tộc bất quá nghĩ lại ngẫm lại long dương tôn sử bình thường trở lại giang giật theo xuất sinh đến mới mấy chục năm a à. hắn đột nhiên đạt được lực lượng cường đại đều không có thời gian đi suy nghĩ đi đào sâu, đi lĩnh hội, là đối hắn yêu cầu quá cao. Long Dương Tôn Sử vốn cho rằng gặp được một cái đối thủ, chơi một chút cảm giác rất không thú vị, tự nhiên quyết định kết thúc. Hắn lặng yên điều động chúa tể uy năng, hình thành một cái vô hình lao tù, đồng thời cái này lao tù còn không phải cố định, từng bước đem phạm vi thu nhỏ. Hắn chuẩn bị thu lưới, đem giang giật con cá này bao phủ, sau đó chém giết. Hắn thủ đoạn này tuyệt diệu, giang giật căn bản không phát hiện được, còn tại rầm rầm rầm, không biết một tấm vô hình mạng lưới khổng lồ đã rộng đến đây. Cái này thần thông hắn sáng tạo ra rất nhiều năm, hắn tự tin coi như bị đặc tôn xử ngay từ đầu không có phát giác, bị vây lên cũng trốn không thoát. Oanh, Giang giật lần nữa đem một tòa cự đại núi cao san thành bình địa, hắn phát hiện Long Dương tôn xử thế mà không tuấn di, đứng tại chỗ đùa cợt nở nụ cười, trong mắt của hắn hàn quang một thịnh, quát to, Long Dương tôn xử, nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết ngây thơ long dương tôn sử cười ha hả nhìn thấy trên không trung một đoàn vô hình năng lượng nện xuống hắn nhếch miệng cười nói cho bản tỏa phá long dương tôn sử ngón tay búng một cái một đạo vô hình kình phong bắn vào phía trước không gian lập tức tầng tầng sụp đổ tựa như một đầu độc xà tại trong không gian xuyên thẳng qua dùng tốc độ khủng khiếp lan tràn mà đi thoáng cái đánh chúng vào giang giật ngưng tụ cái kia đạo năng lượng ba giống như cương châm đâm rách bọt khí giang giật ngưng tụ chúa tể huy năng thế mà nhẹ nhõm bị đánh tan Đúng lúc này, bốn phương tám hướng chúa tể uy năng đột nhiên lưu động, dùng giang giật cùng long dương tôn sử làm trung tâm, bốn phía bầu trời đột ngột xuất hiện một tấm to lớn tấm võng lớn màu trắng. Kia lưới lớn có thể thấy rõ ràng, bên trong ngưng tụ vô số chúa tể uy năng, cũng không biết ngưng kết bao nhiêu nói. Hình lưới màu trắng đường cong xuất hiện giữa không trung, bốn phía tầng không gian tầng phá vỡ, sau đó lại nhanh chóng khép lại, từng đạo hủy thiên diệt địa khí tức theo lưới lớn bên trong truyền đến, cho giang giật nội tâm nguy hiểm chí mạng, giống như bị cái này lưới lớn đụng chạm, hắn tuyệt đối thịt nát xương tan. Thiên la địa võng, rất nhiều thượng tiên sôi trào, thiên tiên bọn họ đồng dạng rung động không thôi, Long Dương Tôn sử rốt cuộc thả ra hắn cường đại thần thông, mọi người lần này không có uổng phí đến, chính mắt thấy Long Dương Tôn sử tuyệt kỹ thành danh thiên la địa võng. Rất nhiều các thượng tiên cảm ứng đến kia tương thiên chỗ cầm tù đi vào lưới lớn, linh hồn cùng thân thể đều đang run rẩy kia lưới lớn bên trên mỗi một cây dây lưới đều tựa như ẩn chứa đại đạo chân lý, ngưng tụ trên đời này nhất lực lượng cường đại. Dây lưới cùng dây lưới dây dưa tựa như đại đạo cùng trí lý tại giao chức, rất nhiều ngày tiên đô ánh mắt mê mang, cái này mặc dù chỉ là một tấm lưới, nhưng lại làm cho bọn họ thấy được chân chính đại đạo. Ha ha ha, nhìn thấy giang giật trong mắt kinh hoàng, lòng dương tôn sử không hiểu có loại khoái cảm, hắn cười ha hả giang giật, đây mới là chúa tể uy năng cách dùng, người cái kia thủ đoạn cấp quá thấp, tại thiên la địa võng bên trong người không thể trốn đi đâu được, chịu chết đi. Suy suy, thiên la địa võng nhanh chóng co rút lại, lòng dương tôn sử đồng dạng bị vây ở bên trong, bất quá cái này thiên la địa võng là hắn ngưng tạo mà thành, làm sao có thể tổn thương hắn hắn cũng không có mặc đi ra đi, hắn muốn nhìn một chút giang giật như thế nào vùng vẫy dẫy chết. Chó cùng rất dậu dáng vẻ cũng là thật thú vị, dầm dầm rầm, giang giật không ngừng ngưng tụ chúa tể uy năng, một bên hướng thiên la địa võng đập tới, một bên hướng long dương tôn sử đập tới. Hắn chúa tể uy năng hội dẫn đến phụ cận tầng không gian tầng sụp đổ, thiên la địa võng nhanh chóng co rút lại đồng dạng ngược lại là không gian sụp đổ, phụ cận không gian sụp đổ đến rối tinh rối mù. Đáng tiếc, vô luận giang giật làm sao công kích, Long dương tôn sử trong nháy mắt liền có thể phá công kích của hắn, hắn chúa tể uy năng nện ở thiên la địa võng bên trên tựa như gậy gỗ nện ở trên miếng sắt, không cách nào dung chuyển thiên la địa võng nửa điểm. Phương viên vạn trượng, ngàn trượng, năm trăm trượng, thiên la địa võng càng ngày càng nhỏ. Giang giật phụ cận sụp đổ không gian càng ngày càng nghiêm trọng, giống như không phải chúa tể uy năng ổn định phụ cận không gian, sợ là hắn sớm đã bị không gian vặn vẹo chi lực rào sát. Tốt, Giang Giật, người có thể chết rồi. Long Dương Tôn Sử nhìn thấy Giang Giật không công kích, quyết định thu lưới, hắn thân thể hóa thành lưu quang hướng trên không trung bay đi. Cái này thiên la địa võng là hắn ngưng tụ, hắn nhẹ nhõm có thể qua lại, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hoàn toàn chính xác có thể chết rồi, Long Dương Tôn Sử, chết. Giang Giật đột nhiên tà mị cười một tiếng, hai tay của hắn một tấm, cấp tốc kết mấy cái thủ ấn, tại Long Dương Tôn Sử lúc sắp đến gần Thiên La Địa Võng lúc, hắn đột nhiên hướng hai bên đánh ra một trường. Dầm dầm dầm, sang giật cái này hai trường uy lực cũng không phải là quá lớn, thoạt nhìn không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng ở cái này hai trường đánh ra về sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Bốn phương tám hướng Thiên La Địa Võng đột nhiên sụp đổ, chỉ là trong nháy mắt toàn bộ Thiên La Địa Võng đồng thời sụp đổ biến mất, tựa hồ. Giang giật cái này nhẹ nhàng cái này hai trưởng đem kinh khủng thiên la địa võng cho đánh tan. Không tốt, Long Dương cẩn thận, một đạo quát lớn tiếng vang lên, như đất bằng kinh lôi, rõ ràng là bàn hoàng tôn sử thanh âm. Toàn trường mộng, vô số thiên tiên khóa chặt giữa không trung kia sụp đổ thiên la địa võng, cảm thụ được bên trong truyền đến khí thức khủng bố, rất nhiều ngày tiên giống to, mau lui lại, toàn bộ mau lui lại. Dầm dầm dầm, thiên la địa võng sụp đổ gây nên bốn phía không gian toàn bộ sụp đổ, từng đầu to lớn vết nứt không gian hướng bốn phương tám hướng dọc theo, thoáng cái tựu dọc theo đi đếm vạn lý. Từng đạo cuồng bạo kinh khủng tới cực điểm khí tức theo thiên la địa võng dây lưới chỗ địa phương truyền đến, vô số thượng tiên hãi nhiên hoảng sợ nhau nhau lui nhanh, nhưng tại hạ một khắc toàn bộ người đều bỗng nhiên ở giữa không trung, đầy mắt hoảng sợ cùng không dám tin. A, à, một đạo thảm liệt gào lên đau xót vang lên, Long Dương Tôn sử nhục thân tại rất nhiều thượng tiên tận mắt nhìn soi mói bị xoắn thành mấy chục đoạn, sau đó biến thành thịt nát, cuối cùng biến thành huyết thủy. kêu thảm còn tại bên tai quanh quẩn, bầu trời còn tung bay huyết thủy, kinh khủng vết nứt không gian còn tại hướng bốn phương tám hướng lan tràn, long dương tôn xử chỗ khu vực còn tại sụp đổ, tiếng oanh minh bên tai không dứt. nhưng tất cả mọi người giờ khắc này đều yên lặng xuống tới, hoặc là nói đều mộng, đều hóa đá, thậm chí đều quên chạy trốn. long dương tôn xử chết, bị giang giật giết chết, tại mọi người mắt thấy dưới bị giết. Giang giật lẳng lặng sừng sướng giữa không trung bên trong, hắn bốn phương tám hướng không gian sụp đổ lợi hại, nhưng hắn bên người trăm trượng không gian lại vô cùng ổn định. Khóe miệng của hắn giờ phút này duy trì vừa rồi tà mị nụ cười, tại tất cả mọi người nhưng trong lòng cảm giác là khủng bố như vậy, đáng sợ như vậy. Giang giật làm sao làm được, ý nghĩ này phù vô số người trong đầu, coi như rất nhiều ngày tiên đô không nghĩ ra. Bởi vì vừa rồi Giang giật cùng Long Dương Tôn sử chiến đấu, rõ ràng không phải một cái cấp bậc, tựa như một tên tráng hán đang đùa bỡn như trẻ con, tại tráng hán quyết định giết chết Hải Nhi lúc, kia Hải Nhi nhẹ nhàng đánh ra hai trường, sau đó tráng hán tự tan xương nát thịt. Hoang đường, vô số thượng tiên thiên tiên, còn không tin tưởng con mắt của mình, nhưng bầu trời bay là tả mưa máu tại im ắng nói cho bọn hắn, đây là sự thực, xếp hạng đệ tam Long Dương Tôn Sử bị giang giật giết chết. Hắn làm sao làm được, trọng tài đại nhân đồng dạng chấn kinh ngạc thì thao, không bằng hắn kinh nghi địa phương cùng người khác khác biệt bởi vì hắn hết sức rõ ràng Long Dương Tôn Sử chết như thế nào. Long Dương Tôn Sử bị cuồng bạo năng lượng rào sát, hắn thiên la địa võng vào thời khắc ấy sụp đổ, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, so đông uyên chỗ sâu nhất có phần hơn mà không bằng, Long Dương Tôn Sử sống sờ sờ bị cái này cuồng bạo năng lượng rào sát. Trọng tài đại nhân không hiểu là giang giật làm sao để thiên la địa võng sụp đổ, làm sao để năng lượng bắt đầu cuồng bạo, thiên la địa võng thế nhưng là Long Dương Tôn Sử ngưng tụ công kích, như giang giật nhẹ nhóm có thể đánh sơ xác kia giang giật đã sớm vô địch thiên hạ. chương 2232, nghịch chuyển, giang giật để thiên la địa võng sụp đổ thủ đoạn nói phức tạp rất phức tạp, nói đơn giản rất đơn giản. Trên thực tế, hắn dám một trận chiến, dựa vào chính là cái này thủ đoạn, bằng không hắn căn bản không cần chiến, chính mình cho mình một đao còn có thể lưu lại toàn thây. Tại Đông Uyên dưới hắn khai quật Đông Uyên bí mật, tìm được một cái phương hướng, đằng sau ba ngày thời gian quá ngắn, cái này thần thông cũng không có triệt để đại thành, chỉ thiếu chút nữa. Hắn nghĩ khống chế trong thiên địa có thể lượng biến đến nhiễu loạn, trở nên cuồng bạo, mượn nhờ cuồng bạo năng lượng như đông nguyên phía dưới rảo sát địch nhân. Cái này thần thông có hai cái nan đề, một cái là thế nào để năng lượng bắt đầu cuồng bạo, một cái là thế nào khống chế cuồng bạo năng lượng giết địch, hắn kém một bước kia ở người phía sau, hắn còn không biết làm sao khống chế cuồng bạo năng lượng. Nhưng là, phía trước vấn đề kia, hắn đã giải quyết long dương tôn xử chính mình là một cái thiên la địa võng hội tụ vô tận chúa tệ uy năng ngưng tụ ra công kích hắn đây là tự gây nhiệt thì không thể sống giang giật không hiểu khống chế cuồng bạo năng lượng giết địch sở dĩ trước đó một mực không có động thủ liền chờ một khắc cuối cùng long dương tôn xử ra ngoài hắn không hiểu khống chế không quan hệ long dương tôn xử chính mình tại cuồng bạo năng lượng bên trong tự nhiên là bị giảo sát sở dĩ quyền dương tôn khiến cho thực là chính mình hố chết chính mình mua dây buộc mình chính mình chuyển thạch đầu thẻ chân của mình. Giống như hắn dùng còn lại thủ đoạn công kích Giang Giật, có thể hay không giết chết Giang Giật hai chuyện, nhưng Giang Giật muốn giết chết hắn rất khó. Dầm dầm dầm, Long Dương tôn sử thiên là địa võng hội tụ năng lượng nhiều lắm, bốn phương tám hướng bởi vì cuồng bạo năng lượng dẫn đến không gian sụp đổ không thôi, vết nứt không gian còn tại hướng nơi xa lan tràn. Cũng may trọng tài đại nhân các loại chờ thiên tiên cường giả nhau nhau xuất thủ, vững chắc không gian, nếu không rất nhiều thượng tiên đều sẽ bị tác động đến, có thể còn có thực lực yếu thượng tiên bị rào sát. Hưu, phía đông một đạo lưu quang bay tới, chỉ là một hơi thời gian tự bay lượn mà qua, ra giang giật phía đông hơn 10 dặm. Hắn thưa thất lông mày chăm chú nhíu lên, trong mắt đều là nổi giận cùng sát khí, còn có một tia hối hận. Hắn cùng bị đặc tôn xử đồng dạng, kỳ thật một mực tại phụ cận, hắn không hề lộ diện xuất thủ, bởi vì hắn kéo không xuống cái mặt này. Nhiều như vậy thượng tiên cùng thiên tiên đều tại cái này nhìn xem, hắn làm tôn thứ nhất dùng sao có thể tùy tiện ra tay hắn thấy coi như giang giật lại biến thái nhiều nhất cùng Long Dương tôn sử đánh cái ngang tay, đến lúc đó hắn lại ra tay cũng không muộn. Lại không nghĩ rằng thế cục nghịch chuyển đến nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn đều không thể cứu Long Dương tôn sử, tại hắn ngay dưới mắt bị giang giật giết chết. Ba vị thiên tôn có thể đều đang quan chiến, điểm này bàn hoàng tôn sử một mực hoài nghi, nếu quả như thật đang quan chiến, hắn có thể tưởng tượng đạt được chủ tử của hắn giờ phút này sắc mặt đến cỡ nào khó coi. Giang giật ra gia nhập Bắc Điện, có thể nói là Bắc Điện người. Bắc Điện một người trẻ tuổi chém giết Đông Điện tôn sứ. Đông Điện Điện Chủ tâm tình có thể nghĩ Đông Điện cùng Bắc Điện một mực không hợp nhau, kỳ thật cùng hai vị Điện Chủ có quan hệ. Tây Điện Điện Chủ cái thứ nhất đột phá thiên tôn, không tranh quyền thế, địa vị siêu nhiên. Bắc Điện cùng Đông Điện hai vị lại một mực so sánh lấy sức lực. Mặc dù hai người không đến mức động thủ, lại ám chỉ hai Điện cạnh tranh với nhau. Nếu không Đông Điện cùng Bắc Điện làm sao có thể thế như nước với lửa? Người phía dưới khai chiến, thiên tôn ngược lại sẽ không xuất thủ, làm mất thân phận, trừ phi thế cục không cách nào khống chế, cũng chính là bởi vì không thể ra tay đường, đoán chừng đông điện chi chủ hội càng thêm biệt khuất cùng nổi giận. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bàn hoàng tôn sử suy đoán, tình huống cụ thể sợ là chỉ có ba vị thiên tôn mình biết rồi. Đông điện chi chủ không có bất kỳ cái gì truyền âm phát biểu, bàn hoàng tôn sử nội tâm cũng rất tinh tường, hắn nhất định phải nhanh chém giết giang giật, gọn gàng mà linh hoạt chém giết, thay đông điện cứu danh dự, thay chủ tử của hắn cứu danh dự. Uống, hắn một câu không có nhiều lời, bay vụt mà đến sau ngang nhiên động thủ. Hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì vũ khí, trên thân không có tiên giáp, hai tay của hắn đánh ra đạo ấn, bốn phương tám hướng chúa tể uy năng bị hắn tụ tập, ở bên cạnh hắn hình thành từng đầu vô hình chân long. Những này chân long đều bị hắn khống chế, rất dịu dàng ngoan ngoãn, sở dĩ bên cạnh hắn không gian đều rất bình tĩnh. Nhưng liền xem như thực lực thấp nhất thượng tiên đều có thể cảm ứng được. Bàn hoàng tôn sử bên người không gian khí thức phá lệ kiềm chế, tựa như trước bão táp yên tĩnh, sau một khắc có thể sẽ long trời lở đất. Giang giật nghịch tặc, nhận lấy cái chết, bàn hoàng tôn sử chợt quát một tiếng, hai tay của hắn múa, những cái kia chân long đều gào thét mà đi, một sát na kia ở giữa quả nhiên long trời lở đất. Mấy chục đầu chân long vô thanh vô tức gào thét mà đi, những nơi đi qua thiên băng địa liệt, không gian phá toái, sụp đổ, một khắc này tựa như toàn bộ thương khung đều phá thành mảnh nhỏ một cỗ vô danh thế theo bốn phương tám hướng chấn áp mà đến, dẫn dắt mà động. Giang giật linh hồn ba động, nội tâm dâng lên mãnh liệt báo động, giống như hắn không né tránh, thân thể khẳng định sẽ cùng Long Dương Tôn Sử chung chung làm huyết thủy. Hắn thật đúng là không thể tránh, bởi vì hắn trốn không thoát, hắn dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp hắn chuẩn bị tan giã bản Hoàng Tôn Sử công kích. Ba ngày thời gian hắn theo Đông Uyên cuồng bạo năng lượng bên trong cảm ngộ mộ một cái trí lý, nắm giữ một môn rất biến thái thần thông, cái kia chính là có thể vô thanh vô tức để cho địch nhân công kích sụp đổ, tan rã. Bất luận cái gì thần thông, bất kỳ cái gì công kích, lại phức tạp, lại huyền diệu công kích, đều là dùng các loại lực lượng ngưng kết các loại hình thức, các loại trạng thái thủ đoạn. Khác nhau ở chỗ lực lượng mạnh yếu cùng công kích hình thức huyền diệu. Tỷ như thiên tinh giới công kích lợi dụng chính là nguyên lực, công kích hình thức là các loại võ kỹ đạo văn. Hồng mông thế giới công kích lợi dụng chính là thiên lực, công kích hình thức là thiên địa pháp tắc, bản nguyên áo nghĩa. Mà tiên vực công kích lợi dụng chính là thiên địa chi lực cùng chúa tể uy năng, công kích hình thức thì là tiên thuật. Nói cho cùng bản chất là giống nhau, đầu tiên ngươi đến có sức mạnh, sau đó ngươi đến có công kích hình thái. Công kích hình thái liền là đem lực lượng dao động, đem lực lượng phân hóa, các loại tổ hợp, các loại ngưng kết, cuối cùng để lực lượng bộc phát, đạt tới lớn nhất lực sát thương. Một người khí lực giống như chỉ có 100 cân, người mượn nhờ đòn bẩy, người có thể khiêu động 1.000 cân vật nặng. Sở dĩ lực lượng rất trọng yếu, công kích hình thái cũng rất trọng yếu. Lực lượng, giang giật cùng tôn sứ là giống nhau, đều là chúa tể uy năng. Mà công kích hình thái, không nói bàn hoàng tôn sử, long dương tôn sử đều so giang giật mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Nhưng giang giật tại Đông Uyên nắm giữ loại thần thông kia về sau, cái tranh lệch này thoáng cái liền không có. Bởi vì giang giật nắm giữ loại năng lực này có thể làm cho bất luận cái gì có thể lượng biến đến nhiễu loạn, có thể đem bất luận cái gì cường đại phức tạp huyền diệu công kích tình thế phá đi, để có thể lượng biến đến nhiễu loạn, đem hết thảy xảo diệu cường đại công kích trực tiếp tan giã. Cái này tựa như bất luận cái gì nhà cao tầng, mặc kệ tu kiến đến Mỹ lệ đến đâu, lại kiên cố, lại phức tạp, giang giật trực tiếp từ giữa đó rút mấy trăm cục gạch, cả tòa cao ốc sẽ ẩm vang sụp đổ. Đối mặt hơn 10 đầu khiên động thiên địa, kinh khủng đến cực điểm vô hình chân long, giang giật nhẹ nhàng đánh ra mấy chục trưởng, mỗi một trưởng đều như đánh vào xà bảy tắc bên trên. Sở hữu chân long nội bộ năng lượng đều nhiễu loạn, chân long sụp đổ, cuồng bạo năng lượng xé rách thiên địa. To lớn vết nứt không gian hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, kia phụ cận như xuất hiện một đầu rãnh trời, lại xuất hiện một cái đông nguyên. Lui, toàn bộ lui ra phía sau trăm vạn lý, vô số thiên tiên quát lớn, đây mới thực là thần tiên đánh nhau, hai người trong lúc giơ tay nhấc chân, để thiên địa xé rách, để bầu trời xuất hiện một đầu rãnh trời, để vết nứt không gian dọc theo mấy vạn lý. Giống như tiếp tục đánh xuống, phụ cận không gian tuyệt đối sẽ phá thành mảnh nhỏ, đến lúc đó rất nhiều thượng tiên muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cái này, bị đặc tôn sử còn không có theo Long Dương tôn sử chết đi chấn kinh ngạc bên trong khôi phục lại, giờ phút này dò xét đến một màn này lập tức trợn mắt hốc mồm. Giang giật lặp đi lặp lại nhiều lần lật đổ hắn nhận biết, chờ sau đó sẽ không đem bản hoàng tôn sử đều giết đi a. À. Chương 2233, bình tĩnh, cuồng bạo. Dạng này náo xuống dưới, đông điện vị kia có thể hay không xuất thủ. Bị đặc tôn xử trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, chuyện thế cục nghịch chuyển quá nhanh, hắn sợ đông điện vị kia nhịn không được xuất thủ. Một khi xuất thủ, bắc điện chi chủ tây điện chi chủ liên thủ sợ là đều cứu không được giang giật, dù sao thiên tôn đáng sợ bị đặc tôn xử thế nhưng là hiểu rất rõ ràng. Ba vị thiên tôn rất có thể ngay tại quan chiến, điểm này bị đặc tôn sử có bảy thành nắm chắc xác định. Trước đó giang giật sự tình cũng không ai báo cáo, bắc điện chi chủ lại biết đến nhất thanh nhị sở, điều này nói rõ bọn hắn một mực tại chú ý việc này, giờ phút này làm sao có thể không quan chiến. Bị đặc tôn xử nghĩ một lát lắc đầu, thế cục căn bản vượt quá hắn tưởng tượng bên ngoài, cũng không phải hắn có thể chi phối, hắn thậm chí liền giúp một điểm công việc năng lực đều không có, chỉ có thể mở to hai mắt chậm đợi chuyện sau một bước phát triển. Hắn xuyên thấu qua chúa tể uy năng khóa chặt bên kia công kích, nhìn một hồi rất nhanh lông mày hơi nhíu lại. Bên kia bàn hoàng tôn sử tại chủ công, giang giật chủ phòng ngự, đã giao thủ rất nhiều luân, bất quá xem tình huống giang giật có thể bảo vệ tốt bàn hoàng tôn xử tiến công nhưng tựa hồ không có đủ phản công năng lực vừa rồi cuồng bạo năng lượng giảo sát long dương tôn xử một màn còn tại trong đầu hiển hiện như thế cuồng bạo năng lượng như thế nào đổi lại bị đặc tôn xử tuyệt đối chịu không được bàn hoàng tôn xử hẳn là cũng chịu không được ít nhất hội bị thương một khi bị thương chiến lực sẽ từ từ giảm xuống giang giật đem chiếm cứ chủ đạo ưu thế đã như vậy vì sao giang giật không phản công Thời gian kéo càng lâu đối với Giang Giật càng bất lợi, dù sao cho bàn Hoàng Tôn sử thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn về sau, rất có thể nhất kích tất sát. Giang Giật hẳn là rất rõ ràng điểm này, vì sao hắn không mang theo diệt sát Long Dương Tôn sử chi khí thế để ép bàn Hoàng Tôn sử đánh. Chẳng lẽ, bị đặc Tôn sử nội tâm dâng lên một cái ý niệm trong đầu, lại liên tưởng vừa rồi Long Dương Tôn sử cùng Giang Giật khai chiến cục diện, hắn mơ hồ đã bắt lấy một tia chân tướng. Không sai, không sai, lần nữa quan chiến chỉ chốc lát, bên kia bàn hoàng tôn sử cùng giang giật lại giao thủ mấy chục chiêu, đem phương viên 10 vạn lý sông núi đều đánh nát, không gian đều sụp đổ, bị đặc tôn sử theo giang giật xuất thủ bên trong phát hiện vấn đề. Giang giật chỉ có để năng lượng nhiễu loạn, để công kích tan dã trừ khử năng lực, hắn không có đủ khống chế cuồng bạo năng lượng năng lực. Hắn có thể đánh giết Long Dương Tôn Sử hoàn toàn là ngẫu nhiên, hoặc là nói căn bản là Long Dương Tôn Sử chính mình muốn chết. Bị đặc Tôn Sử trở thành Tôn Sứ 200 vạn năm, ánh mắt cỡ nào độc ác mới vừa rồi bị chấn mộc, giờ phút này thoáng cái tựu xem thấu chuyện bản chất cùng chân tướng, hắn âm thầm lắc đầu nội tâm treo lên. Hắn đều có thể xem thấu, bàn hoàng tôn sử đột phá tôn sứ 300 vạn năm, bất luận là chiến lược nhãn lực kinh nghiệm chiến đấu đều mạnh mẽ hắn rất nhiều, bàn hoàng tôn sử làm sao có thể nhìn không thấu mà bàn hoàng tôn sử còn tại rầm rầm rầm. Đều đâu vào đấy công kích, mục đích không cần nói cũng biết, hắn đang tìm kiếm cơ hội đối với giang giật nhất kích tất sát. Trên thực tế, Bàn hoàng tôn sử hoàn toàn chính xác rất sớm đã khám phá, hắn lại không phải giống như bị đặc tôn sử nghĩ như vậy đang tìm kiếm cơ hội đối với giang giật nhất khích tất sát. Kỳ thật vừa rồi có mấy lần cơ hội hắn đều không có xuất thủ, Long Dương tôn sử chết để trong lòng hắn trở nên rất cẩn thận. Hắn một mực tại quan sát giang giật phải chăng còn tại ẩn giấu chiến lực, phải chăng đào một cái hố, đang chờ hắn nhảy đi xuống. Giang giật thần sắc quá bình tĩnh, như một đầm nước động giếng nước yên tĩnh. Giang giật vẫn đứng tại chỗ cũng không động tới, bốn phương tám hướng không gian sụp đổ, chỉ có bên cạnh hắn trăm trượng không gian một mực rất ổn định. Hắn sắc mặt rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, đối mặt bốn phương tám hướng công kích hai tay của hắn luôn luôn không có khói lửa huy động, đơn giản liền để bàn hoàng tôn sử công kích tan giã, động tác này tựa như tại bản thân hậu viện xua đuổi con muỗi. Vô dục tắc cương, không sợ tử vong nội tâm thì không tầm thường gợn sóng. Giang giật rất thỏa mãn, chém giết Long Dương tôn xử, hắn có cái gì không vừa lòng bàn hoàng tôn sử vô cùng cẩn thận, hắn giết không được bàn hoàng tôn sử, hắn không có cơ hội. Mấu chốt nhất là trận chiến này đánh tới mức này, Long Dương tôn sử đều bị giết, ba vị thiên tôn còn chưa có đi ra giang giật nội tâm đã triệt để từ bỏ, đối với ba vị thiên tôn không báo bất luận cái gì hy vọng. Hắn nguyên bản ý nghĩ là oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận, đem ba vị thiên tôn kinh động. Hắn thấy thiên tôn là thế giới chúa tể, cao cao tại thượng, lòng giả cùng tầm mắt đều là siêu nhiên, bọn hắn có thể cho phép dưới toàn bộ thiên hạ, còn dung không được hắn một cái tuổi trẻ tiểu tử chỉ cần thiên tôn ra mặt điều đình hoặc là ngăn cản đại chiến hắn tuyệt đối sẽ thỏa hiệp chỉ cần không giết hắn bất động hồng mông thế giới người trừng phạt hắn trăm vạn năm ngàn vạn năm phục dịch hoặc là có càng khó xử trừng trị hắn cũng không đáng kể nhưng mà không có long dương tôn xử chết rồi ba vị thiên tôn đều không có xuất thủ cái này chỉ có hai cái giải thích một là ba vị thiên tôn lẫn nhau ở giữa có ăn ý không muốn nhúng tay phía dưới phân tranh hai là ba vị thiên tôn còn tại xem kịch chờ vở kịch kết thúc ba người mới có thể xuất hiện thu thập tàn cuộc. Bất luận là bất luận một loại nào tình huống, đều không phải là tốt tình huống, mặc kệ hắn chiến thắng chiến bại, hắn đều không sống nổi. Chiến bại hắn liền chết, chiến thắng thiên tôn muốn đi ra thu thập tàn cuộc, muốn ổn định tiên vực bình tĩnh, muốn giữ gìn thiên quy, muốn bảo vệ cho hắn bọn họ tôn nghiêm, hắn đồng dạng chỉ có một con đường chết. Đã đều là chết, kết cục đã chú định, giang giật nội tâm còn thế nào có thể có gợn sóng không cam lòng, nổi giận, cuồng loạn các loại chờ đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không bằng tiêu tiêu sái sái chết, thoải mái đi. Người cả đời này, mắt khép lại mở ra liền đến, vừa mở khép lại liền đi. Sau khi chết cái gì đều quản không được, cái gì cũng không đáng kể, cái gì đều thả xuống được, không có nhiều như vậy không bỏ, không có nhiều như vậy xoắn suýt, phàn nàn, hận ý, còn sống cố nhiên tốt, chết cũng muốn thản nhiên. Đây chính là giang giật thời khắc này tâm tính, hắn không chỉ là sắc mặt bình tĩnh, nội tâm cũng bình tĩnh đây cũng là dẫn đến bàn hoàng tôn sử không dám động nguyên nhân giang giật thần thái cùng linh hồn quá bình tĩnh tựa như một cái bầy mưu nghĩ kế quân thần tựa như siêu nhiên ở trên hết thảy đều nắm giữ ở trong tay thiên tôn ha ha giang giật nhìn qua bàn hoàng tôn sử kia lấp lóe con ngươi không hiểu cảm giác có chút buồn cười hắn nhếch miệng nói ra bàn hoàng tôn sử ngươi thân là tôn thứ nhất dùng làm sao lá gan nhỏ như vậy đâu ngươi cái này mấy trăm vạn năm đều sống ở cầu thân lên ta vẫn đứng ở đây đợi ngươi đến giết Người mấy lần muốn động thủ đều nhịn được ngươi sợ cái gì đâu nhà ngươi điện chủ ngay tại phía sau nhìn xem ngươi, ngươi không chết được, yên tâm ra tay đi. Ây, Giang giật kia giọng buông lỏng, kia khinh bạc lời nói, kia bình tĩnh thần sắc để bàn hoàng tôn xử nội tâm ngưng trọng hơn, nhất là câu kia nhà ngươi điện chủ ở sau lưng nhìn xem ngươi để bàn hoàng tôn xử càng thêm cẩn thận. Giang giật cái này phép khích tướng quá rõ ràng, Giang giật khẳng định đào một cái hố trở lấy hắn đập đâu. Không thú vị, rất không thú vị. Nhìn thấy bàn hoàng tôn sử công kích càng thêm chậm, Giang giật im lặng trợn trắng mắt. Hắn giết không được bàn hoàng tôn sử, điểm này chính hắn phi thường tinh tường, hai người luôn không khả năng một mực tại cái này rông dài A. À. Hắn không cách nào khống chế cuồng bạo năng lượng, bàn hoàng tôn sử vô cùng cẩn thận, sở dĩ bất luận hắn làm sao bố cục, làm sao thiết kế đều không có có cơ hội lừa giết lão hồ ly này, không phải nội tâm của hắn làm sao có thể bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh cuồng bạo, muốn khống chế cuồng bạo năng lượng. Nhất định phải để năng lượng bình tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng bình tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn năng lượng nhưng không có lực sát thương. Không đúng, ta rất bình tĩnh, lại so cồm bạo rất có lực sát thương a, à, ngươi xem bàn hoàng lão cẩu đều bị của ta bình tĩnh hù dọa đâu, chẳng lẽ? Giang giật trong đầu dâng lên một cái ý niệm kỳ quái, ý nghĩ này cùng một chỗ như như hồng thủy tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn trầm ngâm một lát, thế mà nhắm mắt lại đứng tại giữa không trung bế quan chương 2234, tinh thần hỏa vũ. Mặc dù bế quan, nhưng giang giật tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, vẫn như cô có thể nhẹ nhóm tan giã bàn hoàng tôn sử công kích. Bàn hoàng tôn sử nhìn càng thêm mơ hồ, giang giật đây là làm cái quỷ gì chẳng lẽ lại là đang diễn trò, tại khích tướng. Long dương tôn sử thời điểm chết cái kia năng lượng vô cùng cuồng bạo, so đông uyên chỗ sâu nhất có phần hơn mà không bằng. Giống như giang giật có thể khống chế những ngày cuồng bạo năng lượng, bố cục lừa giết hắn, hậu quả khó mà lường được. Đông điện chi chủ đã không cứu được Long Dương Tôn Sử, khẳng định cũng sẽ không cứu hắn. Sở dĩ bàn hoàng Tôn Sử phi thường xoắn suýt, hắn cũng không phải là không có có cơ hội, hắn liền sợ lấy cơ hội là giang giật cố ý lưu cho hắn, cố ý lộ ra sơ hở, chờ hắn toàn lực công kích trong nháy mắt rảo sát hắn. Vấn đề ở chỗ, giống như không toàn lực công kích, chẳng lẽ một mực dạng này rông dài. Bàn hoàng Tôn Sử nội tâm thiên nhân giao chiến, phụ cận thượng tiên cùng thiên tiên mặc dù đều rút lui, còn ở phía xa quan chiến thiên tiên bọn họ đều có thể khóa chặt bên này chiến cuộc cường đại thượng tiên có thể miễn cưỡng dò xét nghĩ đến rất nhiều người đều nhìn xem hắn đường đường tôn thứ nhất dùng lại chỉ có thể ở nơi xa đối giang giật ngớ ngẩn rầm 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 bàn hoàng tôn xử nội tâm vô cùng nổi giận cùng biệt khuất ông đột nhiên một tia thanh phong nhẹ nhàng thổi qua lóe lên một cái rồi biến mất cái này phong tới cũng nhanh đi được nhanh mà lại phi thường đột ngột giống như đổi lại những người còn lại cho dù là trọng tài đại nhân đều sẽ không cảm ứng được, bản hoàng tôn xử lại cảm ứng được. Cả người hắn đều run lên một cái cơ linh, trong đôi mắt hàn quang vạn trường. Cái này thanh phong hắn hết sức quen thuộc, đây là một tia khí tức, đông điện chi chủ khí tức. Đông điện chi chủ không có truyền âm, chỉ là lộ ra một tia khí tức. Đây rõ ràng là không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Hắn quả nhiên đang quan chiến, như thế thời khắc mấu chốt lộ ra một tia khí tức khẳng định có đặc biệt ngụ ý. Điện chủ chỉ lộ ra một tia khí tức không có truyền âm, điều này nói rõ hắn không nguyện ý thêm can thiệp. Nói rõ, hắn sẽ không xuất thủ, đã như vậy hắn lúc này nhắc nhở ta, ý tứ chẳng lẽ là để cho ta động thủ ý tứ giang giật không có năng lực xử lý ta giang giật một mực tại diễn kịch điện chủ khám phá hắn. Bàn hoàng tôn sử trong đầu nhanh chóng chuyển động, rất nhanh nghĩ thông suốt nhân quả, đồng điện chi chủ sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở hắn, nếu không tiếp tục quan chiến là được, lúc này nhắc nhở hắn, tự nhiên là để hắn động thủ. Tốt, bàn hoàng tôn sử quyết định chủ ý, bắt đầu triệu tập chúa tể uy năng, điên cuồng triệu tập, lần này hắn chuẩn bị vận dụng tuyệt chiêu, nhất cử oanh sát giang giật. Hắn điều động chúa tể uy năng vượt qua vừa rồi 10 lần trở lên công kích, hắn có thể trở thành tôn thứ nhất dùng dựa vào liền là tuyệt chiêu của hắn, tuyệt chiêu này vừa ra còn lại bốn cái tôn sứ đều không thể chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. tt rất nhiều ngày tiên đô cảm ứng được bàn hoàng tôn sử bên người không gian có dị thường, mặc dù chúa tể uy năng bọn hắn dò xét không đến cảm ứng không được nhưng nhiều như vậy năng lượng tụ tập cùng một chỗ kia kinh khủng uy áp cùng hủy thiên diệt địa khí thức tự nhiên mà vậy hội lan tràn ra rất nhiều ngày tiên nội tâm đều hiện lên trí mạng báo động luôn cảm giác xảy ra đại sự lui lui ra phía sau trọng tài đại nhân quát lớn rất nhiều ngày tiên kịp phản ứng đi theo đại hống các thượng tiên nhao nhao tỉnh ngộ bàn hoàng tôn sử xem ra phải dùng trong truyền thuyết một chiêu kia một chiêu này sử xuất phương viên trăm vạn lý chỉ sợ đều muốn tác động đến, bọn hắn nếu không rút đi, coi như bị dư ba công kích đến, đều muốn thịt nát xương tan. Tinh thần hỏa vũ, bị đặc tôn sử nội tâm treo lên, bàn hoàng tôn sử phải dùng hắn tối cường một chiêu tinh thần hỏa vũ, chiêu này uy lực bị đặc tôn sử đã từng lĩnh giáo qua. Hắn tận mắt qua bàn hoàng tôn sử dùng chiêu này, đem một cái thế giới tất cả sinh linh hủy diệt, giống như không phải bàn hoàng tôn sử khống chế uy lực, chỉ sợ thế giới kia giới diện đều bị oanh bạo bị đặc tôn sử dò xét đến giang giật còn tại nhắm mắt lại, linh hồn bên trong một mảnh yên lặng, thân thể không có một tia phản ứng tựa hồ căn bản không biết tình huống bên ngoài, không biết bàn hoàng tôn sử phải vận dụng tối cường thần thông, nội tâm của hắn nắm chặt. Không ngăn nổi, hắn nhẹ giọng thì thào, coi như giờ phút này hắn đứng tại giang giật chỗ nào cũng ngăn không được, càng trốn không thoát. Giang giật cái kia có thể tan rã hết thảy công kích năng lực rất biến thái, hắn lại tin tưởng vững chắc giang giật tuyệt đối ngăn không được tinh thần hỏa vũ một chiêu này tinh thần hỏa vũ, chết, bàn hoàng tôn sử giống giận, hai tay kết xuất rất nhiều đạo ấn, cả người biến mất giữa không chung. Đây không phải thuấn di, mà là dung nhập phụ cận hư không bên trong, dung nhập tại hắn hội tụ chúa tể uy năng bên trong. Chỉ có dung hợp ở bên trong hắn mới có thể chân chính khống chế những năng lượng này, có thể làm cho những năng lượng này phát huy ra uy lực lớn nhất. Suy suy, hắn hội tụ năng lượng hóa thành một đoàn lưu tinh bắn thẳng đến trên không chung, bởi vì tốc độ quá nhanh, cọ sát ra một đường hỏa hoa, bên ngoài giấy lên hừng hực liệt hỏa, tự tựa như một vòng sao chổi vạch phá bầu trời. Đoàn năng lượng những nơi đi qua, không gian đều bị băng liệt, từng cái từng cái khe hở hướng bốn phương tám hướng lan tràn, phụ cận phương viên trăm vạn lý không gian chấn động không ngớt, chàng diện kia cũng cảm giác năm đó thiên yêu giới sụp đổ kinh khủng, cực kỳ kinh người. Oanh, cả đoàn năng lượng bắn vào không trung sau ầm vang bạo liệt, như chiếc dương bạo liệt, rơi xuống đầy trời lưu tinh hỏa vũ, đếm không hết năng lượng hướng phía dưới bắn ra mà đến, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục vạn lý không gian ân giang giật tại lúc này con mắt mở ra hắn không có cách nào không mở ra bởi vì linh hồn ba động quá lợi hại kia trí mạng báo động liên tiếp hắn biết rõ giống như hắn không mở to mắt không làm ra phản ứng sau một khắc hắn đem thịt nát xương tan lợi hại a à, đây chính là tôn thứ nhất dùng chiến lược sao nhìn thoáng qua giang giật nội tâm chấn động phía trên tràng diện quá hùng vĩ quá chấn động lòng người cái này sợ là đời này hắn gặp qua nhất hùng vĩ nhất dọa người thần thông. Trên không trung một vòng trích dương bạo liệt, chia làm mấy chục vạn đoàn tiểu năng lược, những này tiểu có thể lượng biến thành từng khỏa lưu tinh, mang theo liệt hỏa, mang theo cực nóng khí thức kinh khủng, mang theo chúa tể uy năng, khiên động thiên địa chi lực, ẩm vang rơi xuống, tựa như bầu trời hạ xuống hỏa vũ, rơi ra lưu tinh vũ. Cái này còn không phải phổ thông lưu tinh vũ, bởi vì mỗi một khắc lưu tinh đều là chúa tể uy năng ngưng tụ mà thành, lẫn nhau nghĩ hô ứng, khiên động, toàn bộ hư không thiên địa chi lực đều bị dẫn động, đem phương viên mấy chục vạn lý đều bao phủ, đều chân áp. Cho Giang giật cảm giác liền là trời sập, hắn sẽ bị tươi sống nghiền ép, ép thành vái bùn, huyết thủy. Mấu chốt là, cái này lưu tinh vũ là liên tục không ngừng, mà lại không phải đơn nhất, lẫn nhau ở giữa hội khiên động, hội cộng hưởng, hội liên hệ. Cũng không phải là Giang giật đem đầu trên đỉnh mấy quả lưu tinh đánh nát, hắn liền có thể tránh thoát một kiếp này, hắn đối mặt chính là ức vạn khỏa cùng nhau rơi xuống lưu tinh vũ. Hắn muốn đứng vững, là trời sụp. Giang giật sừng sướng giữa không trung phía trên, nhìn qua bầu trời gào thét mà xuống đầy trời lưu tinh hỏa vũ, ánh mắt hắn hơi híp, nhìn xem suy nghĩ xuất thần. Một khắc này thời gian tựa hồ tốc độ chảy trở nên phi thường chậm, tựa hồ thời gian ngừng lại, bị dừng lại. Hắn khuôn mặt dần dần trở nên bình tĩnh, trở nên an tường, trở nên tĩnh di. Tựa như, hắn chuẩn bị bình tĩnh chờ đợi tử vong đến. Giang giật chắp hai tay sau lưng, tóc đỏ bồng bềnh, sắc mặt bình tĩnh, híp mắt ngửa mặt lên trời nhìn qua đầy trời lưu tinh hỏa vũ rơi xuống, một màn này giống như cũng dừng lại, dừng lại tại rất nhiều có thể dò xét đến một màn này người trong đầu. Vô số người tâm treo tại yết hầu bên trên, liền chờ lưu tinh hỏa vũ rớt xuống, đem giang giật nghiền thành huyết thủy một khắc này, chờ đợi trận này kinh thiên đại chiến kết thúc, chờ đợi một cái tuyệt thế thiên tài vẫn lạc. chương 2235, Quy tắc, thiên tôn nhai bên trên, ngồi xếp bằng một vài thiên tiên cùng một trăm cái thượng tiên. Mặc dù ngoại giới đại chiến bạo phát đại chiến, xuất hiện tiên vực mấy trăm vạn năm đều không có phát sinh thịnh sự, nhưng những này thượng tiên cùng thiếu số thiên tiên đều bất phi sở động. Bởi vì vào thiên tôn nhai cơ hội quá hiếm có, bọn hắn không muốn từ bỏ. Tất cả mọi người không biết là, thiên tôn nhai đối diện cũng có một cái vách núi, trên vách đá có ba tòa một phòng, một trong phòng ở giữa có một cái đình. Bất quá có thể đi vào nơi này toàn bộ thế giới chỉ có ba người, chỉ có ba vị điện chủ, ba vị thiên tôn. Giờ phút này, trong đình có hai người đang đánh cờ, một cái phong thần như ngọc, buôn bán bên ngoài rất là khôi ngô, xem bề ngoài chỉ có hơn 20 tuổi, bất quá nhìn hắn thần thái lại cảm giác người này già nua vô cùng, cùng thiên tôn nhai đồng dạng già nua, hằng cổ. Cùng hắn cùng một chỗ đánh cờ chính là một cái trung niên nho nhã nam tử, bề ngoài đồng dạng nhìn chỉ có 3-40 tuổi, nhưng toàn thân đều có một cỗ giả nua tang thương khí tức. Hắn chính cầm một cái màu trắng quân cờ treo giữa không trung chậm chạp chưa có hạ xuống. Trong đình bên ngoài còn có một người, lại là một cái cô gái tóc tím, một cái phong hoa tuyệt thế nữ tử. Nữ tử này cũng không lộ ra già nua, ngược lại cảm giác rất có sức sống, nàng thân thể dựa vào tại cái đỉnh bên trên, cầm trong tay một cuốn sách thấy say sưa ngon lành, tựa như thế gian phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Phong thần như ngọc người trẻ tuổi, nhìn thoáng qua nho nhã trung niên nhân, cười nhạt một cái nói, cử chỉ điên rồ, làm sao không rơi con người cái này cờ đã đi vào tuyệt lộ, người vẫn là nhận thua quên đi thôi. Nho nhã trung niên nhân ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi một chút mày nhân lại cũng không có nói chuyện tay hắn nhẹ nhàng khẽ động đem quân cờ hướng một chỗ an dưới khẽ mỉm cười nói thụy hà kỳ thật bàn cờ này là ngươi thua a à, người trẻ tuổi lông mày nhíu lại quét mắt một chút bàn cờ lộ ra một tia kinh ngạc bên ngoài cái kia đọc sách cô gái tóc tím giờ phút này đột nhiên thu về thư quyển quay đầu nhìn thoáng qua hai vị lạnh nhạt nói ra đại chiến phải kết thúc chúng ta nên đi ra đi thôi cùng đi xem xem Đông Nguyên phía trên, đầy trời lưu tinh hỏa vũ ẩm vang rơi xuống, tốc độ thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đã đến giang giật trên đỉnh đầu. Nương theo lấy lưu tinh hỏa vũ rơi xuống, toàn bộ hư không đều sụp đổ, không gian vặn vẹo lên, cuồn cuộn lấy, xoắn động lên, sụp đổ, tràn diện kia để sở hữu thượng tiên cùng thiên tiên, bao quát trọng tài đại nhân đều cảm giác được linh hồn chỗ sâu nhất tại chấn động, đang sợ hãi, đang run rẩy. Giang giật nhưng vẫn là không nhúc nhích, vẫn như cũ hít mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên, tấm kia thanh tú không tầm thường một tia gợn sóng mặt, sẽ nhất định tại khắc sâu tại sở hữu có thể dò xét thượng tiên cùng thiên tiên trong trí nhớ. Hô, Giang giật có chút thở ra một hơi, con mắt híp chặt hơn, bất quá nhãn thần bên trong không có mê mang, không có nghi hoặc, cũng không có vui sướng cùng trương dương. Có chỉ là thanh minh, thanh tịnh, cùng nhìn thấu hết thảy cơ trí. Nếu có người có thể nhìn thấy đôi mắt này, đều sẽ cảm giác nhìn thấy chính là một cái thế giới, là toàn bộ thế giới đạo. Bình tĩnh, cuồng bạo, Kỳ thật ý nghĩa đều như thế, bất luận là bình tĩnh vẫn là cuồng bạo, đều là năng lượng. Năng lượng chính là năng lượng, chỉ là ngoại vật, chỉ là một kiện vũ khí hoặc là một kiện đồ vật thôi, là thế giới này quy tắc phía dưới một loại thủ đoạn. Quy tắc mới là căn bản, chỉ cần nắm giữ quy tắc, người muốn cho năng lượng cuồng bạo tự cuồng bạo, người muốn cho năng lượng bình tĩnh liền là bình tĩnh, người muốn cho sông núi phá toái, muốn cho giới diện sụp đổ, người muốn cho thế giới hủy diệt, muốn cho thế giới trùng sinh, kỳ thật đều trong một ý nghĩa chỉ cần nắm giữ quy tắc, người chính là thế giới thần, liền là thế giới chúa tể. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ thông suốt, ta bản thân liền là thế giới chúa tể, ta nắm giữ một cái thế giới. Ta có không phải thiên địa chi lực, không phải chúa tể uy năng, ta có là nắm giữ quy tắc lực lượng, nắm giữ thế giới này trật tự lực lượng. Ta vẫn còn muốn đi truy cầu thủ đoạn truy cầu giết địch thủ pháp. Đại đạo ba ngàn, trăm sông đổ về một biển, ta đã có được về, ta còn theo đuổi cái gì đạo ta chính là đạo A, ta chính là quy tắc, thế giới này quy tắc đều tại ta trưởng khống ở giữa. Phản pháp quy chân, nắm giữ thật, hết thảy đều là hư ảo, hết thảy đều có thể phá diệt. Giang giật tố chất thần kinh thì thào, trên không lưu tinh hỏa vũ đã gào thét mà xuống, hắn lại nửa điểm không thèm để ý, hắn tiện tay vung lên, nhẹ nhàng nói ra, định. Vẫy tay một cái, long trời lở đất, sở hữu ẩm vang nện xuống lưu tinh đều ngừng lại, toàn bộ không gian đều động lại. Sụp đổ không gian đình chỉ sụp đổ, vặn vẹo không gian ngừng vặn vẹo, sơn phong ngừng sụp đổ, đá vụn ngừng lăn xuống, hướng phương xa lan tràn không gian ngừng lan tràn, thế giới tại thời khắc này. Thật dừng lại, cái này, toàn trường chấn động, sở hữu thượng tiên thiên tiên đều đang dò xét tình huống bên này, đều dò xét đến một màn này. Thủ đoạn như thế đã vượt qua bọn hắn hiểu trong phạm vi, bao quát bị đặc tôn sử đều trợn mắt hốc mồm. Không gian sụp đổ, ức vạn lưu tinh mang theo chúa tể uy năng, dẫn động tới phụ cận hư không sở hữu thiên địa chi lực chân áp mà xuống, đây là cỡ nào kinh thiên lực lượng. Giang giật nhẹ nhàng phất tay áo lại làm cho toàn bộ thiên địa đều định trụ vậy hắn có phải hay không tiện tay vung lên liền có thể diệt sát bản hoàng tôn xử sao. Sau một khắc, đáp án mở ra, Giang giật hoàn toàn chính xác vung tay lên, hướng không chung phẩy tay áo một cái, quát khẽ phá. Dầm dầm dầm, dừng lại vết nứt không gian tiếp tục lan tràn, không gian tiếp tục sụp đổ, sơn phong tiếp tục sụp đổ, đá vụn tiếp tục bắn ra khác biệt chính là kia đầy trời lưu tinh vũ thế mà hướng không chung vào tới. Không sai, bàn hoàng tôn sử tinh thần hỏa vũ bị giang giật phản khống chế hướng không chung vào tới, tinh thần hỏa vũ vẫn là tinh thần hỏa vũ, những cái kia tinh thần đồng dạng bởi chúa tệ huy năng ngưng tụ, đồng dạng khiên động phụ cận thiên địa chi lực, đồng dạng lẫn nhau dẫn dắt, lẫn nhau hô ứng, tính cả chấn áp. Khác biệt chính là lần này tinh thần hỏa vũ nghiền ép đối tượng là bàn hoàng tôn sử, là ẩn thân ở trên không trung bàn hoàng tôn sử. Lấy đạo của người, trả lại cho người, Giang Giật phải dùng bàn hoàng tôn sử thần thông nghiền ép hắn. Cái này, cái này, cái này, bàn hoàng tôn sử thân thể từ trên cao ngưng hiện, hắn không có cách nào không ngưng hiện ra, bởi vì hắn bị bốn phương tám hướng thiên địa chi lực chúa tệ uy năng chân áp, hắn thân thể khẽ động đều không động được. Hắn còn không cách nào khống chế lúc trước hắn ngưng tụ tinh thần hỏa vũ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy kia mặt sập thiên, hướng hắn chân áp mà đến. Không, bàn hoàng tôn sử nghĩ hết một chút biện pháp, thân thể cũng không thể động, cũng vô pháp khống chế kia tinh thần hỏa vũ. Hắn biết rõ giống như còn không tự cứu, hắn tuyệt đối phải thịt nát xương tan. Bị sập thiên nghiền ép coi như hắn cũng phải chết, hắn một khắc cuối cùng cuồng loạn giống giật, điện chủ, cứu ta. Ông, phía đông bầu trời có chút ba động, sau đó đi ra ba người, một cái tóc tím xinh đẹp đoan trang thánh khiết nữ tử, một cái trung niên nho nhã nam tử, còn có một cái tuổi trẻ khôi ngô lại cho người ta cảm giác sắc bén như kiếm bất thế thanh niên. Tại ba người này sau khi xuất hiện, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía ba người, tựa như các nàng liền là thế giới trung tâm, các nàng liền là thiên đạo, liền là quy tắc. Ba vị thiên tôn rốt cục ra, Giang giật nhìn thấy ba người này về sau, nội tâm sáng tỏ thông suốt, trước đó hắn một mực không rõ thế nào mới có thể đột phá thiên tôn, thiên tôn dựa vào cái gì có thể bao trùm vạn tiên phía trên, dựa vào cái gì trở thành thế giới chúa tể. Hắn hiểu được, thiên tôn liền là quy tắc, thiên tôn nắm giữ toàn bộ thế giới quy tắc, có được quy tắc trật tự lực lượng, các nàng là toàn bộ thế giới trưởng khống giả. Mà chính hắn, cũng nắm giữ quy tắc, chương 2236, dựa vào cái gì? Kỳ thật từ khi giang giật thế giới sinh ra về sau, hắn vẫn không có chân chính ý nghĩa bên trên tu luyện qua, không có đi cảm giác ngộ thiên địa pháp thì, không có đi cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa, không có cùng tiên nhân đi tu luyện, đi lĩnh hội. Thậm chí giờ phút này cảnh giới của hắn còn tại phong vương cấp, nhưng hắn chiến lược lại một mực tại tăng lên. Nương theo lấy đối với hắn thế giới giải càng sâu, chiến lực của hắn tự càng mạnh. Gốc rễ của hắn ngay tại để thế giới của hắn, hắn sáng tạo ra một cái thế giới, trở thành thế giới chúa tể. Thiên tôn cũng là thế giới chúa tể, là thế giới bên ngoài chúa tể, thiên tôn nắm giữ thế giới bên ngoài quy tắc. Sở hữu thế giới đều có quy tắc, bên trong sinh linh, bên trong thiên địa, bên trong giới diện, bên trong năng lượng, hết thảy hết thảy đều tại quy tắc phía dưới, nắm giữ quy tắc, người chính là thế giới chúa tể. Giang giật trước kia một mực rất nghi hoặc, hắn đều sáng tạo ra một cái thế giới hắn là sáng thế thần hắn là thế giới của hắn chúa tể vì sao thực lực của hắn lại yếu như vậy hắn mới rõ ràng bởi vì hắn trước kia không rõ vận dụng quy tắc không rõ thân là thế giới chúa tể nên nắm giữ cái gì thế giới bản chất đều là giống nhau thế giới của hắn ngoại trừ không có tam giới bên ngoài cùng thế giới bên ngoài không có gì khác nhau đều có giới diện có thiên địa chi lực có chúa tể uy năng còn có quy tắc thế giới của hắn là của hắn hắn không hiểu quy tắc, cũng là hắn. Thế giới bên ngoài không phải hắn, sở dĩ chiến lực của hắn cũng không mạnh, cái này rất dễ lý giải. Hắn hiểu được quy tắc, có thể lợi dụng quy tắc, hắn ở bên ngoài thế giới cũng là chúa tể, cũng là thiên tôn. Giang giật, tìm chỗ khoan dung mà độ lược, việc này như vậy coi như thôi đi. Một giọng già nua vang lên, tuổi trẻ bề ngoài lại có thanh âm già nua, cái này để người ta cảm giác rất khó chịu. Đông điện chi chủ nhẹ tay vung khẽ múa, kia hướng lên trên mặt nhìn ép mà đi tinh thần hỏa vũ lập tức định trụ, sụp đổ không gian, vết sách đồng dạng định trụ, cùng giang giật thủ đoạn giống nhau như đúc. Đây chính là quy tắc lực lượng, đây chính là thiên tôn thủ đoạn. Hừ, giang giật nhàn nhạt hừ một cái, một câu không nói, tay lần nữa trùng điệp vung lên, những cái kia định trụ tinh thần hỏa vũ đột nhiên bạo tạc, năng lượng trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. a à, bàn hoàng tôn sử vừa mới nghe được đông biện chi chủ thanh âm, cảm nhận được tinh thần hỏa vũ định trụ đại hỷ, lại không nghĩ rằng Giang giật xuất thủ lần nữa, tinh thần hỏa vũ bị đánh tan, bên trong tất cả năng lượng bạo động. Hắn vừa rồi ngưng tụ bao nhiêu chúa tể uy năng, nhiều như vậy năng lượng bạo động, hắn lại tại bạo động phụ cận, hắn cảm giác tựa như rơi vào đông nguyên chỗ sâu nhất, hắn lần nữa cuồng loạn giống to, điện chủ, cứu ta. Giang giật, đừng quá mức, đông điện chi chủ có chút giận giữ mở miệng nói, hắn đột nhiên vung tay lên, những cái kia cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt an định lại, thiên tôn nắm giữ quy tắc, năng lượng cuồng bạo vẫn là yên ổn ngay tại thiên tôn đưa tay ở giữa. oanh, nào biết, sau một khắc bàn hoàng tôn xử cả người đột nhiên nổ tung, nổ thành một mảnh huyết vũ. tại ba vị thiên tôn ngay dưới mắt, tại vô số thiên tiên giò xét bên trong, tại bị đặc tôn xử nhìn chăm chú bên trong nổ thành huyết vũ, hình thần câu diệt. tĩnh nghịch, toàn trường tĩnh nghịch. mặc dù không gian còn tại sụp đổ, khe hở còn tại hướng nơi xa dọc theo, nhưng tất cả mọi người cảm giác thế giới tại thời khắc này an tĩnh lại có thể nghe được chỉ có chính mình ra tốc khiêu động trái tim âm thanh. Bàn hoàng tôn sử chết rồi, tiên vực tôn thứ nhất dùng, trở thành tôn sứ 300 vạn năm bàn hoàng tôn sử chết. Hơn nữa còn là tại đông điện chi chủ ngay dưới mắt, tại hắn ra sức bảo vệ phía dưới chết rồi. Trang diện này dọa sợ vô số người, bị đặc tôn sử thân thể đều đang run rẩy. Hắn một mực biết rõ ràng giật lá gan rất lớn, mới phát hiện hắn không chỉ là gan lớn, vẫn là người điên. Ha ha, Giang giật cười nhạt một tiếng, gõ gõ ống tay áo, ánh mắt ngẩng đầu nhìn xa xa ba vị thiên tôn, cười nói: ta muốn giết người, ai có thể giữ được? nắm giữ quy tắc, tự nắm giữ thế giới này, những cái kia cuồng bạo năng lượng bị đông điện chi chủ định trụ, giang giật có thể trong nháy mắt để bàn hoàng tôn xử trong thân thể năng lượng bắt đầu cuồng bạo, có thể một ý niệm để hắn tự bảo. đây chính là thiên tôn cường đại, đây cũng là bị đặc tôn xử trước đó một mực lo lắng giống như đông điện chi chủ muốn giết giang giật, tự liền bắc điện cùng tây điện chi chủ đều không giữ được nguyên nhân thiên tôn trưởng khống quy tắc, có thể trưởng khống sinh tử của tất cả mọi người, cho dù là toàn bộ tiên vực sở hữu thượng tiên thiên tiên, giang giật một ý niệm có thể làm cho tất cả mọi người chết đi. Kỳ thật giang giật trước kia tựu có năng lực như vậy, tỉ như hắn có thể làm cho hắn trong thế giới toàn bộ sinh linh nhất niệm chết đi, chỉ là trước kia hắn không hiểu quy tắc thôi. Tốt, rất tốt, đông điện chi chủ cười, tấm kia trên mặt anh Tuấn Ý cười danh vậy mà, cười đến để cho người ta sợ hãi. Hắn chỉ vào giang giật nhìn qua bắc điện cùng tây điện chi chủ nói ra, nhìn xem, đây chính là chúng ta tân tấn thiên tôn, đây chính là các người trước đó vẫn muốn bảo vệ người. Như thế ma tính, giống như giữ lại toàn bộ thế giới không phải đại loạn hắn như một ý niệm đem sở hữu thế giới sinh linh hủy diệt, thậm chí đem sở hữu thế giới hủy diệt, chúng ta có phải hay không muốn được quỷ cầu hắn đừng làm loạn. Bắc điện chi chủ trầm mặc, tây điện chi chủ tóc tím phiêu diêu, linh động con người lóe lên lóe lên cũng đang trầm tư. Giang giật đã đột phá thiên tôn, vẫn còn muốn làm lấy ba người mặt đánh giết bàn hoàng tôn sử cái này xác thực để các nàng có chút bất mãn. Trở thành thiên tôn, cái kia chính là bao trùm tại cao hơn hết. Cái gì xem không ra cái gì ân cử hóa giải không được thiên tôn cũng phải có thiên tôn phong phạm, có thiên tôn lòng dạ, nếu không ba vị thiên tôn đối lập lẫn nhau, người xuất thủ diệt một giới, ta diệt một giới, toàn bộ thế giới đã sớm hủy diệt. Thiên tôn có thiên tôn quy củ, thiên tôn không phải xuất thủ đối phó thượng tiên, đây là ba vị điện chủ sớm đã có ăn ý, không có quy củ sao thành được vuông tròn, Giang giật vừa mới tấn Thăng Thiên Tôn, cái này muốn phá hư quy củ. Bắc Điện Chi Chủ nghĩ nghĩ, đột nhiên vung tay lên ngúa, ba người cùng Giang giật đột nhiên biến mất. Ra Thiên Tôn nhai đối diện trên vách đá dựng đứng. Na gì tới về sau, Bắc Điện Chi Chủ nhìn qua Giang giật mở miệng nói, lão tứ, cho nhị ca nói lời xin lỗi, việc này coi như qua. Tây Điện Chi Chủ cái thứ nhất đột phá, Đông Điện Chi Chủ cái thứ hai đột phá, Thiên Tôn thực lực đều không khác mấy, sở dĩ theo đột phá thời gian sớm tối xếp hạng. Tây Điện Chi Chủ là Đại Tỷ, Đông Điện Chi Chủ là Nhị Ca, Giang Giật mới đột phá, dĩ nhiên chính là Lão Tứ. Tây Điện Chi Chủ Tán Đồng gật đầu nói ra, Lão Tứ, nói lời xin lỗi, quy củ cũng nên có. Giang Giật bị Na Di tới không có chút nào ngạc nhiên, bởi vì hắn nắm giữ quy tắc, hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào đều có thể, hắn một ý niệm thậm chí có thể đi thiên tinh giới. Lão Tứ, Giang Giật cười một tiếng, sờ lên cái mũi, sau đó cười tủm tỉm nói ra, dựa vào cái gì, Bắc Điện Chi Chủ im lặng rủ xuống mí mắt, Đông Điện Chi Chủ sắc mặt lạnh xuống, Tây Điện Chi Chủ đồng dạng hơi có chút tức giận. Giang giật không đợi các nàng mở miệng, hỏi ngược lại, Long Dương Tôn Sử muốn giết ta, ta liền giết hắn. Bàn Hoàng Tôn Sử muốn giết ta, ta vì sao không thể giết hắn ta không chỉ có muốn giết hắn, ta còn muốn giết cổ cương, muốn giết thanh cổ, muốn diệt thanh, thanh ra cả nhà, bất kỳ cái gì muốn giết ta Giang giật người, ta đều muốn phản sát hắn, đây chính là ta Giang giật tính cách. Dừng một chút, giang giật lại mỉa mai nói ra mặt khác đừng kêu cái gì lão tứ gọi thân thiết như vậy làm gì ta và các ngươi có quan hệ sao ta giang giật bị người đuổi giết lúc các ngươi ở đâu bọn hắn dùng toàn bộ hồng mông thế giới sinh linh uy hiếp ta lúc các ngươi lại tại cái nào ta đột phá thành thiên tôn các ngươi từng cái chạy tới muốn cùng ta xương huynh luận để cái này không cảm thấy khó chịu sao ta giết ta một cái cửu nhân các ngươi lại muốn ta xin lỗi đây là cái đạo lý gì tình cảm chỉ cho hắn người giết ta không cho phép ta giết hắn người thiên tôn thế nào không phục vậy liền làm thôi, chương 2237, vĩnh viễn không khuất phục. Không phục tự làm, đây chính là giang giật tính cách, đối với đông điện chi chủ thậm chí còn lại hai vị điện chủ giang giật cũng không có quá tốt ấn tượng. Giống như ba vị điện chủ thật cao cao tại thượng, siêu nhiên hết thảy, không để ý tới hạ giới cùng tiên vực sự tình, hắn ngược lại là thật bội phục, kính ngưỡng. Mấu chốt là ba người tại đại chiến nhanh kết thúc lúc ra, vừa ra tới liền muốn bảo vệ bàn hoàng tôn sử. Chính như hắn nói, hắn bị hình sử đại nhân cổ cương mưu hải truy sát lúc, ba vị này thiên tôn đang làm gì tại cổ cương thiết kế lừa giết hồng mông thế giới vạn tượng tiểu giới ức vạn vạn con dân lúc, ba vị này thiên tôn đang làm gì trọng tài đại nhân thu lấy thanh hà lễ vật, Long dương tôn sử bị thanh hà mời được cưỡng ép định hắn tội chết lúc, ba vị thiên tôn vừa đang làm gì. Tốt ha, à, những này kỳ thật sang giật đều có thể buông xuống. Hắn khó chịu nhất liền là bàn hoàng tôn sử cùng long dương tôn xử vì buộc hắn ra, không tiếc cầm hồng mông thế giới ức vạn vạn sinh linh uy hiếp tính mạng hắn những cái kia đều là người a trên bản chất cùng thượng tiên cùng tôn sứ cùng thiên tôn không có khác nhau đều là sống sờ sờ sinh mệnh đều có linh hồn bất kỳ người nào đều không có tư cách tước đoạt tính mạng của bọn hắn tôn sứ cũng không được khi đó ba vị này thiên tôn lại tại làm sao đã khi đó bọn hắn không can thiệp ra đây tính toán là cái gì chuyện chỉ cho đông điện người làm hắn không cho phép hắn giết đông điện người đây là cái đạo lý gì đây chính là thiên tôn đạo lý sao giang giật không dám gật bừa tất cả mọi người là thiên tôn, dựa vào cái gì ngươi so ta nghiêu bức a à, dựa vào cái gì nuông chiều ngươi, dựa vào cái gì nghe các ngươi không phục vậy liền làm thôi, muốn hắn nói xin lỗi nằm mơ. Kỳ thật, đứng tại ba vị thiên tôn trên lập trường, bọn hắn cũng không sai. Các nàng cũng không nghĩ ra giang giật có thể thoáng cái đột phá trở thành thiên tôn, nguyên bản giang giật liền là một tiểu nhân vật, một cái tiên thể còn không có ngưng tụ phàm nhân, thân là thiên tôn làm sao có thể đi chú ý một tiểu nhân vật. Thẳng đến giang giật bị tam đường hội thẩm lúc, ba vị thiên tôn mới miễn cưỡng chú ý. Bắc điện chi chủ có lòng muốn che chở, đông điện chi chủ tự nhiên khó chịu a. À. hai người vốn là âm thầm so sánh lấy sức lực, giang giật việc này cũng không phải không sai, chỉ ít hắn ngưu hải thanh hộc xúc phạm thiên quy, giang giật bị tam đường hội thẩm trực tiếp định tội chết về sau, bắc điện chi chủ càng không khả năng ra mặt giữ gìn. đằng sau sự tình càng náo càng lớn, hắn nghĩ giữ gìn đều không có biện pháp, một khi hắn giữ gìn sợ là đông điện chi chủ sẽ trực tiếp chém giết giang giật hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Long Dương Tôn sử dụng hồng mông thế giới ức vạn sinh linh uy hiếp, việc này hoàn toàn chính xác làm không chính thống Nhưng sự tình đã đến mức này, Long Dương Tôn sử lại không có thật đánh giết kia ức vạn sinh linh, ba người tự nhiên càng không tốt nhúng tay. Cuối cùng Giang giật đột phá thiên tôn, ba người chỉ có thể muốn ra mặt, nếu không cho Giang giật một trận loạn giết, đoán chừng tiên vực tiên nhân đều sẽ không còn lại mấy cái. Việc này liền là sổ sách lung tung, ai cũng không thể nói đúng sai. Giang giật cảm thấy hắn để ý tới, ba vị thiên tôn cảm thấy bọn hắn không sai. Bất luận nói thế nào, Giang giật lời nói này rõ ràng có hơi quá khích, dẫn đến ba vị thiên tôn sắc mặt cũng hơi có chút không xong. Đông điện chi chủ càng là trong mắt hàn quang lấp lánh, Giang giật thật ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Mặc dù đều là thiên tôn, đều là nắm giữ thế giới này quy tắc. Nhưng tôn sứ cùng tôn sứ thực lực có thể giống nhau sao nắm giữ quy tắc cũng phải nhìn nắm giữ bao nhiêu, nắm giữ được xảo diệu hay không không phải đều có được 100 cân khí lực, vận dụng xảo diệu 100 cân khí lực có thể chống đỡ ngàn cân. Giang giật vừa mới đột phá thiên tôn giống như này cuồng vọng, như thế không có quy củ, về sau có phải hay không muốn cưỡi tại các nàng trên đầu đi tiểu A. Đông điện chi chủ đã rất nhiều năm không hề tức giận, thậm chí đều quên làm sao tức giận, hắn nhìn qua giang giật cười nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng trở thành thiên tôn ngươi tựu vô địch ngươi nhất định phải khư khư cố chấp. Giang giật, bác điện chi chủ kêu một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói ra, thiên tôn có thiên tôn quy củ, nếu như chúng ta ba cái làm loạn thế giới này đã sớm hủy diệt người trẻ tuổi nóng tính chúng ta có thể lý giải nhưng người muốn khư khư cố chấp ta cũng không giúp được ngươi tây điện chi chủ cô gái tóc tím cuối cùng mở miệng ngữ khí cũng không có tức giận nhưng cũng chưa chắc rất ôn hòa nàng nghiêm mặt nói ra giang giật đừng để ta khó làm nói lời xin lỗi đi đông điện chi chủ sát khí như hồng bắc điện chi chủ lời nói thấm thía tây điện chi chủ hữu tâm điều hòa giang giật rất rõ ràng giống như hắn thỏa hiệp nói xin lỗi mặc dù đông điện chi chủ nội tâm có khí nhưng trở ngại còn lại hai vị điện chủ chắc chắn sẽ không phát ra tới nhiều nhất về sau sẽ cùng hắn âm thầm so sánh lấy sức lực tựa như đông điện cùng bắc điện chi tranh đồng dạng nói lời xin lỗi chuyện này coi như qua giang giật sẽ thành mới thiên tôn cao cao tại thượng địa vị siêu nhiên không còn có người uy hiếp tính mạng của hắn không có người uy hiếp hồng mông thế giới ức vạn vạn sinh linh không có người uy hiếp hắn trong thế giới hết thảy sinh linh đã từng hắn nghĩ tới giống như ba vị thiên tôn thỏa hiệp giống như hắn không có đột phá trước đó ba vị thiên tôn xuất hiện ngăn cản đại chiến cái kia thời điểm đều quyết định dù là lại khổ trừng trị hắn đều sẽ cắn răng chống đỡ xuống tới đâu giang giật có chút mê mang hắn nhắm mắt lại hắn hỏi mình muốn hay không thỏa hiệp muốn hay không xin lỗi lui một bước biển rộng bầu trời người tốt ta thật lớn ra tốt hết thảy đều hoàn mỹ giống như không lùi một bước này hậu quả rất nghiêm trọng thậm chí nghiêm trọng đến tính mạng của hắn hắn là thiên tôn không sai, nhưng mặt khác ba cái thiên tôn sống bao nhiêu năm đối với quy tắc nắm giữ được cỡ nào chín mọng. Nói lời xin lỗi khó khăn sao? Không khó, động động môi sự tình. Nhưng, Giang giật tại nội tâm để tay lên ngực tự hỏi, giống như lần này thỏa hiệp, hắn vẫn là Giang giật sao? Lần này thỏa hiệp, hắn vẫn là cái kia tại thiên võ thành bị Giang ra con em cắt ngang chân đều không cầu xin Giang giật sao? Vẫn là cái kia chính mình bên ngoài đâm đến máu me đầy đầu, lại không chịu nhận Giang biệt ly, không chịu hồi trở lại giang ra giang giật sao. Vẫn là cái kia một người sông xáo đông hoàng đại lục, địa giới, thiên giới, cận kề cái chết không gây eo, không chịu cúi đầu, không chịu khuất phục giang giật sao. Giống như hắn khom lưng, cúi đầu, khuất phục, hắn giờ phút này làm sao có thể đứng ở chỗ này làm sao có thể trở thành thiên tôn làm sao có thể suy nghĩ vấn đề này. Làm người làm trọng yếu là vui vẻ, giống như đạt đến thiên tôn, trở thành thế giới chúa tể, sừng sướng tại ức vạn vạn người phía trên đều muốn khuất phục, đều muốn thỏa hiệp đều muốn cho người ta xin lỗi cuộc sống như thế có cái gì khoái ý có thể nói vậy được không trở thành cái này thiên tôn thì có ý nghĩa gì chứ giang giật trọn vẹn trầm mặc thời gian một nén nhang hắn nghĩ thông suốt mình muốn cái gì hỏi rõ lòng của mình hắn cho mình đáp án là quyết không thỏa hiệp vĩnh viễn không khuất phục hắn mở to mắt nhếch miệng cười một tiếng ánh mắt liếc nhìn ba người nhún vai một cái nói không có ý tứ ta giang giật trong tự điển không có xin lỗi hai chữ ta còn là câu nói kia, trở thành bằng hữu của ta, ta sẽ đối với hắn rất tốt, làm địch nhân của ta, ta sẽ để cho hắn cảm giác được cái gì là tuyệt vọng, coi như. Thiên tôn cũng giống vậy, ba ba ba, đông điện chi chủ vỗ tay lên, hắn trên miệng lộ ra nụ cười, ánh mắt không có xem giang giật, mà là nhìn qua tây điện chi chủ nói, đại tỷ, người đây thấy được, không phải ta không giảng cứu, là có người không hiểu quy củ. Đã không hiểu quy củ, ta tự có cần phải giáo dục một chút hắn, đại tỷ nghĩ như thế nào? Tây điện chi chủ không nói gì thêm, ánh mắt buông xuống, lấy ra một quyển sách hướng một cái nhà gỗ đi đến, không có xem giang giật một chút. Nàng ý tứ không cần nói cũng biết, nàng ngầm cho phép đông điện chi chủ hành động, muốn để đông điện chi chủ dậy một chút giang giật quy củ. Ai, bác điện chi chủ khe khẽ thở dài cũng mặc kệ, hướng chính mình nhà gỗ đi đến, đối với hắn mà nói, chiến đấu này còn chưa bắt đầu, đã có kết cục. Trường 2238, Tiên Ma Câu Diệt Muốn khai chiến, khẳng định không thể tại thiên tôn nhai, mà lại thiên tôn ở giữa làm sao chiến đấu. Giang giật thật đúng là không biết làm sao chiến đấu, dù sao tất cả mọi người hiểu quy tắc. Tựa như Giang giật trước đó muốn giết bàn hoàng tôn sử, mà tinh thần hỏa vũ trong nháy mắt bị đông biện chi chủ định trụ, chẳng lẽ lại hắn để đông biện chi chủ trong thân thể năng lượng tự bạo nhưng đông biện chi chủ có thể trong nháy mắt áp chế A. À? Giang giật không hiểu, sau một khắc hắn cảm giác trước mắt quang mang lóe lên, lại ra một mảnh hoang nguyên phía trên, nơi xa có một tòa rất nhỏ dãy núi. Hắn nhìn thoáng qua có chút quen mắt, tập trung nhìn vào mới biết được là tiên ma sơn. Rất rõ ràng, đồng điện chi chủ sợ giang giật làm loạn đem thiên tôn nhai làm hỏng, sở dĩ tại trên cánh đồng hoang khai chiến sẽ không tác động đến phổ thông thiên tiên. Giang giật ngược lại không đến nối cầm phổ thông thượng tiên thiên tiên xuất khí, càng sẽ không cầm mười mấy vạn thượng tiên đi uy hiếp Long Dương Tôn Sử. Hắn giờ phút này là thiên tôn, tâm cảnh không giống với lúc trước, còn không làm được loại chuyện này. Tiểu tử, đông điện chi chủ sừng sững tại giang giật phía trước chăm dặm, trầm giọng nói ra, cuối cùng hỏi ngươi một tiếng, phải chăng muốn khư khư cố chấp thiên tôn không dễ, bản tọa không muốn hủy đi một cái đồng đạo. Ngươi có thể hủy đi là bản lãnh của ngươi, ta không một câu oán hận. Giang giật căn bản không tin tưởng đông điện chi chủ có thể giết hắn, đều là thiên tôn, sở hữu quy tắc phía dưới năng lượng hắn đều có thể vận dụng, hắn có sợ gì chi. Hắn tranh phong tương đối nói ra, bất quá ta nói rõ phía trước, giống như ngươi nhất định phải động thủ với ta, nếu như ta có năng lực chém giết ngươi, tuyệt không nương tay. Ha ha ha, đông điện thiên tôn ngửa mặt lên trời cười ha hả nói, hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi nếu có thể giết ta, bản tỏa cam nguyện nhận lấy cái chết. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền chịu chết đi. Đến, đông điện thiên tôn tay trái rỗi ra, bên trái không gian lập tức xung chuyển không thôi, thiên địa chi lực, chúa tể uy năng trong tay hắn hội tụ, áp chế tới cực điểm. Cuối cùng áp chế thành một viên viên cầu, bên trong cuồng bạo năng lực để nơi sa tiên ma sơn các thượng tiên đều rung động không thôi. Lại đến, đông điện thiên tôn tay phải tìm tòi, nơi xa một tòa cự đại sơn phong ẩm vang bay đi, ngọn núi kia khoảng trừng phạm vi ngàn dặm đại, cứ như vậy đứng thẳng lên, hướng trên không trung bay đi. Sơn phong còn không phải phổ thông sơn phong, đông điện chi chủ trong tay tụ tập chúa tể uy năng lên núi phong bên trong đánh tới, và cả tòa sơn phong ngưng tụ cùng một chỗ, sơn phong bên trong truyền đến khí thức khủng bố, cho người ta cảm giác tùy ý có thể đụng nát thiên hồng giới. Trong lúc phất tay, sơn phong lệch vị trí, đây chính là thiên tôn lực lượng. Chân áp, đông điện thiên tôn bạo giống một tiếng, ngọn núi to lớn đối giang giật chân áp mà xuống. Giang giật nhìn qua ngọn núi kia khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Đây coi là cái gì công kích ngọn núi này cũng là quy tắc bên trong, chúa tể uy năng vẫn là quy tắc bên trong, hắn đồng dạng có thể nắm giữ quy tắc, cái này có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn phá, hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, kia ầm vang chấn áp mà xuống sơn phong ầm vang bạo liệt, hóa thành đầy trời bột mịn bay vụt mà xuống. Khủng bố như thế năng lượng bạo tạc, uy lực có thể nghĩ, bất quá không gian nhưng không có sụp đổ, cũng có thể bất luận cái gì vết nứt không gian, thậm chí đều không có ba động, bởi vì đông điện chi chủ dùng quy tắc lực lượng cưỡng ép trói buộc lại không gian. Lại đến, đông điện chi chủ một tay một chảo, nơi xa một ngọn núi lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay vụt mà lên, lần này hắn không có hội tụ chúa tể uy năng trực tiếp khống chế sơn phong hướng giang giật đánh tới bảo giang giật đồng dạng phẩy tay áo một cái lợi dụng quy tắc lực lượng để sơn phong bạo liệt hắn không có phản kích bởi vì hắn biết rõ hắn bất luận cái gì phản kích thủ đoạn đồng điện thiên tôn đồng dạng có thể nhẹ nhõm phá giải hắn một mực quan sát đến đồng điện thiên tôn muốn nhìn một chút đồng điện thiên tôn làm sao công kích đột phá ngàn vạn năm thiên tôn có được cỡ nào thủ đoạn hắn chuẩn bị gặp chiêu phá chiêu tất cả mọi người là đùa quy tắc thủ đoạn gì đều tại quy tắc bên trong, hắn tự tin bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể phá giải. Lên, 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 đông điện thiên tôn hai tay không ngừng vung vẩy, bốn phương tám hướng dãy núi từng tòa cách mặt đất bay lên, theo bốn phương tám hướng hướng giang giật pha chạm mà tới. Giang giật nhìn ra ngoài một hồi, rất là thất vọng, cái này đông điện thiên tôn khẩu khí lớn như vậy chẳng lẽ tiểu thủ đoạn này bằng vào những thủ đoạn này có thể giết hắn. Bạo, bảo, bảo, hắn hét lớn không ngừng, mỗi lần phẩy tay áo một cái tất có sơn phong bạo liệt hắn còn khống chế không gian không sụp đổ tránh cho động tính quá lớn đã quấy dày các thượng tiên thiên tôn đại chiến bị một đám các thượng tiên xem như xem kịch soi mói hắn cũng không thích lên đông điện thiên tôn lần nữa bạo giống một tiếng nơi xa một tòa núi nhỏ cách mặt đất bay đi ngọn núi này quá nhỏ chỉ có trăm trượng lớn nhỏ giang giật bắt đầu còn không có chú ý sau đó có chút kinh ngạc bởi vì ngọn núi kia lại là tiên ma sơn đông điện thiên tôn đem tiên ma sơn đều cho khống chế hiu 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 tiên ma trong núi vô số thượng tiên bắn ra bao quát ngục sứ bọn họ cũng bay bắn rời đi tựa như một đám bị hoảng sợ thỏ tử chạy trốn tư phía thần tiên đánh nhau phàm nhân bị tội liền tiên ma sơn đều có thể khống chế bay đi loại thủ đoạn này thực sự cực kỳ kinh người bọn hắn làm sao dám tại phụ cận dừng lại thậm chí cũng không dám nhìn nhiều bên này một chút giang giật cảm ứng thoáng cái phát hiện tiên ma sơn tất cả mọi người chạy trốn có chút yên tâm. Tiên ma sơn phát nổ, có thể lại lần nữa ngưng tụ chế tạo một tòa tiên ma sơn, đây đối với thiên tôn đều không phải là sự tình. Phát nổ A, à, nhìn thấy một cái điểm nhỏ cấp tốc bay tới, Giang giật tâm niệm vừa động liền muốn khống chế quy tắc để tiên ma sơn bạo tạc. Nhưng mà, để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, tâm hắn niệm khẽ động khống chế quy tắc muốn tiên ma sơn bạo tạc, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, tiên ma chân núi vốn không bị hắn khống chế, hung hăng hướng hắn đập tới. Không tốt. Tiên Ma Sơn nhìn từ đằng xa là một tòa phi thường nhỏ sơn, kỳ thật lớn đến vô biên vô hạn. Lớn như thế dãy núi, như thế nhanh chóng di động xung lực cỡ nào đại giống như đánh tới trên người hắn, hắn đều không xác định chính mình có thể hay không sống. Hắn là thiên tôn, nhưng giống như thần hồn câu diệt, cũng tương tự sẽ chết, linh hồn đều tiêu tán, hắn tự nhiên không còn có cái gì nữa. Đi, tâm hắn niệm khẽ động, dưới thân thể một khắc ra đông uyên phía trên, thoáng cái tựu vượt ngang không biết bao nhiêu vạn lý. Suy suy, nào biết sau lưng của hắn không gian ba động, một tòa nho nhỏ sơn phong phá không mà ra, đối hắn phía sau lưng tiếp tục đánh tới, mà bên trong dãy núi có một cái điểm nhỏ, Đông điện thiên tôn tựu đứng tại bên trong dãy núi, khinh bỉ ra mặt nhìn qua hắn. Cái này tiên ma sơn có vấn đề, có vấn đề lớn. Giang giật nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, dưới thân thể một viên gia tiên vực phương Bắc, nhưng tiên ma sơn lập tức phá vỡ đuổi theo. Đông điện thiên tôn có thể trưởng khống quy tắc, giang giật coi như chạy trốn tới chân trời góc biển hắn cũng có thể trong nháy mắt đuổi kịp tiên ma sơn rõ ràng có vấn đề lớn một ngọn núi nhìn từ đằng xa nhỏ như vậy tới gần lại là vô cùng lớn cái này không có vấn đề liền tiểu hài đều không tin tưởng đông điện thiên tôn trước đó dùng từng tòa sơn phong công kích giang giật kia là chướng nhãn pháp hắn mục đích thật sự liền là khống chế tiên ma sơn công kích hắn nghiền ép hắn mà lại đông điện tôn sứ thành công chiếm cứ tiên cơ giang giật nghĩ khống chế tiên ma chân núi bản làm không được càng không cách nào để tiên ma sơn tự bạo sụp đổ, hắn có thể cảm thụ được tiên ma sơn kinh khủng, một khi bị đụng vào, hắn đem hồn phi phách tán. Trốn, giang giật không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn biết không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, tại chạy trốn lúc nghĩ biện pháp phá tiên ma sơn. Ha ha ha, đông điện thiên tôn sừng sững tại tiên ma sơn ngọn núi cao nhất bên trên. Hắn nhìn qua mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đôi mắt lấp lóe giang giật cười to nói, tiểu tử, đừng trốn, ngươi trốn không thoát. Cái này tiên ma sơn tự thành một giới, có nó đặc biệt quy tắc, ngươi là không cách nào trưởng khống. Người ta đều hiểu thế giới quy tắc, ngươi giết không được ta, ta rất khó giết ngươi, nhưng tiên ma sơn quy tắc lại vô cùng đặc thù, cùng đại chúng thế giới hoàn toàn không giống, tiên ma sơn nghiền ép phía dưới, tiên ma câu diệt. chương 2239, đánh vỡ quy tắc. Tự thành một giới, giang giật có chút kinh ngạc, giờ khắc này trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, hắn ánh mắt thế mà trở nên mê mang, mà lại cũng không trốn, tụ đứng sừng sướng giữa không trung bất động. Tiên ma sơn nhìn từ đằng xa phi thường nhỏ, tới gần lại là vô hạn đại, bên trong xác thực cảm giác giống như là một cái thế giới. Mà lại tiên ma sơn trọng lực so bên ngoài còn muốn cường đại hơn nhiều lần, rõ ràng cùng thế giới bên ngoài không giống, giờ phút này đông điện thiên tôn nói chuyện giang giật liền tỉnh ngộ. Mộ. Một bông hoa một thế giới, giang giật nhớ tới trước kia nghe qua một câu, giờ khắc này hắn đối câu nói này có khắc sâu hiểu rõ. Tựa như một đóa hoa đồng dạng, người nhìn từ đằng xa có thể liền là một đóa hoa, nhưng giống như thân thể ngươi rút nhỏ vạn lần trăm vạn lần, ném vào hoa bên trong, người hội cảm giác hoa bên trong liền là một cái thế giới. Đồng dạng đạo lý, thậm chí một hạt trong cho bụi đều có thể ẩn chứa một cái thế giới, một mảnh lá cây, một cái thạch đầu, một giọt nước bên trong đồng dạng có thể ẩn chứa một cái thế giới. Tự thành một giới, một bông hoa một thế giới. Giang giật thất thần thì thào, hắn tại thời khắc này nội tâm một nỗi nghi hoặc đột nhiên mở ra vì sao hắn thế giới không có tam giới hắn vẫn cho là thế giới của hắn là cùng loại hồng mông thế giới thế giới hắn biết rõ hắn sai sai vô cùng thiên tinh giới là một cái tiểu thế giới vô số cái thiên tinh giới hợp thành vạn tượng tiểu giới vạn tượng tiểu giới tiểu thiên thế giới thiên giới cùng tu di thế giới hợp thành hồng mông thế giới sau đó hồng mông thế giới cùng rất nhiều rất nhiều cùng loại hồng mông thế giới thế giới như vậy cùng tiên vực hợp thành toàn bộ đại thế giới. Nói cách khác, toàn bộ đại thế giới đã bao hàm rất nhiều hồng mông thế giới dạng này tiểu thế giới, hồng mông thế giới lại đã bao hàm thiên giới, tu di thế giới, tiểu thiên thế giới, vạn tượng tiểu giới vô số nhau nhỏ thế giới. Thế giới của hắn, không phải vạn tượng tiểu giới, không phải hồng mông thế giới, mà là một cái đại thế giới. Hắn có ức vạn vạn cái hỗn độn, mỗi cái hỗn độn có thể là một cái hồng mông thế giới, bên trong có thể diễn sinh ra thiên giới, tiểu thiên thế giới bản tượng tiểu giới. Hắn nắm giữ quy tắc, hoàn toàn có thể ngưng tạo ra tiên vực loại tồn tại này, những cái kia hỗn độn bên trong cũng có thể ngưng tụ ra tam giới, về sau hỗn độn bên trong đản sinh sinh linh, chỉ cần có thể nhảy ra trói buộc, đột phá quy tắc, liền có thể phi thăng, liền có thể thành tiên. Hắn có thể lợi dụng quy tắc, ở trong hỗn độn hình thành từng đạo gông xiềng, từng đạo hàng rào, chỉ cần ngươi có thể đột phá một tầng, có thể thành thần, đột phá hai tầng có thể thành tiên. Quy tắc là hắn định, hắn là thế giới chúa tể, là chủ thần, có thể định chế quy tắc trò chơi. Phía ngoài đại thế giới đồng dạng có quy tắc, bất quá quy tắc là tự nhiên tạo thành mà không phải có người định. Võ giả tu luyện, nghịch thiên cải mệnh, vì sao muốn nghịch thiên? Chính là muốn phá vỡ quy tắc, từng bước một đánh vỡ, từng bước một phi thăng, mục đích cuối cùng nhất liền là như thiên tôn, trưởng khống quy tắc. Giang giật thế giới không phải hồng mông tiểu thế giới, mà là cùng thế giới bên ngoài đồng dạng, là một cái đại thế giới. Bất quá hình thành thời gian quá ngắn quá ngắn. Giang giật chính mình trước kia cũng không minh bạch quy tắc, không hiểu được ảo diệu bên trong cùng chân lý thôi. Không đúng, Giang giật nội tâm lần nữa hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đã thế giới của hắn cùng thế giới bên ngoài giống nhau như đúc, vậy hắn đi ra thế giới của mình, đây coi là cái gì? Toàn bộ sinh linh đều bị trói buộc tại bên trong đại thế giới, vô luận như thế nào đập, làm sao phi thăng, làm sao cảm ngộ, mục đích cuối cùng nhất liền là trưởng khống quy tắc, trở thành thiên tôn A. Có ai có thể đánh phá cái này đại thế giới quy tắc cùng hàng rào, nhảy ra cái này đại thế giới đi. Không có, một cái đều không có. Ba đại thiên tôn là người mạnh nhất, đông điện thiên tôn là cái thứ nhất phi thăng tiên vực, tây điện chi chủ là cái thứ nhất đột phá thiên tôn, cuối cùng ba vị thiên tôn nắm trong tay quy tắc, trở thành thế giới chúa tể. Cái này đại thế giới ức vạn 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 sinh linh, người mạnh nhất liền là trưởng khống quy tắc, cũng không có người có thể đánh vỡ cao nhất quy tắc, đột phá cái này đại thế giới hàng rào, nhảy ra cái này đại thế giới nói một cách khác tất cả mọi người vẫn là tại quy tắc bên trong đùa tại bên trong đại thế giới chơi lấy cũng không ai có thể đánh vỡ đại thế giới hàng rào đi ra đại thế giới mà hắn lại có thể theo chính mình đại thế giới đi đến cái này bên trong đại thế giới đến hắn phá vỡ thế giới ở giữa hàng rào phá vỡ tối cao quy tắc đã ta có thể đánh phá thế giới của ta quy tắc nhảy ra thế giới của ta vậy có phải hay không đại biểu ta cũng có thể đánh vỡ cái này đại thế giới quy tắc đi ra cái này đại thế giới Giang giật nội tâm dâng lên một cái to gan suy nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn qua trên không trung, đột nhiên nhẹ nhàng phun ra một chữ, phá. T, một vết nứt vô thanh vô tức vỡ ra thẳng phá thiên tế, Giang giật thân ảnh đi vào khe hở, sau đó khe hở trong nháy mắt khép lại, biến mất vô tung vô ảnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đông điện thiên tôn vừa mới nói xong, đến Giang giật mở ra khe hở biến mất không thấy gì nữa, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt thời gian. Giang giật đôi mắt mê mang thoáng cái, sau đó tố chất thần kinh thì thào hai tiếng cuối cùng mở ra một vết nứt liền chui đi vào không thấy hưu đông điện thiên tôn thân thể lóe lên ra giang giật vừa rồi đứng thẳng địa phương hắn đầy mắt kinh nghi giang giật làm sao có thể đột nhiên biến mất đây không phải thuấn di đông điện thiên tôn trưởng khống thế giới quy tắc hắn có thể một ý niệm cảm ứng trên thế giới tất cả sinh linh hết thảy tất cả địa phương nhưng giang giật không có đi bất kỳ địa phương nào mà là biến mất khỏi thế giới này ông không gian có chút ba động hai đạo nhân ảnh thoáng hiện, Tây Điện Chi Chủ cùng Bắc Điện Chi Chủ ra không chung. Hai người cũng phát hiện Giang Giật biến mất, theo toàn bộ bên trong đại thế giới biến mất, sở dĩ lúc này mới kinh nghi thuấn di tới. Thụy Hà, Giang Giật đâu? Bắc Điện Chi Chủ cao mày vấn đạo, Tây Điện Chi Chủ đồng dạng kinh nghi nhìn qua Đông Điện Thiên Tôn. Cái sau lại mơ hồ nói ra, không biết, các người hẳn là có thể cảm nhận được hắn rời đi thế giới này, mà lại. Vừa rồi kia vết nứt không gian, không giống như là vết nứt không gian, ta người thấy một tia xa lạ khí tức. Lạ lắm khí tức, Tây điện chi chủ cùng Bắc điện chi chủ liếc nhau, hai người đều chấn kinh ngạc, xa lạ khí tức thế giới này bất kỳ khí tức gì các nàng đều hết sức quen thuộc, quy tắc trải rộng sở hữu thế giới, bất kỳ cái gì một cái góc còn có thể có xa lạ khí tức. Ba người không nghĩ ra, loại tình huống này vượt quá các nàng phạm vi hiểu biết bên ngoài, ba người chỉ có thể một lần lại một lần lợi dụng quy tắc đi thăm dò, đi tìm, đi khai quật. Chỉ là dòng dã tìm kiếm một nén nhang. Bọn hắn vẫn là tìm không thấy, cũng nghĩ không thông giang giật đi đâu Không nghĩ ra, đột nhiên, một thanh âm vang lên để ba vị điện chủ thân thể run lên Bởi vì đây là giang giật thanh âm, nhưng thanh âm mở mịt vô tung, không biết từ đâu bay tới Ba người trong nháy mắt thông qua quy tắc đi cảm ứng Đi lần theo thanh âm đầu nguồn nhưng như cũ không thu hoạch được gì Tựa hồ giang giật không tại cái này bên trong đại thế giới Tựa hồ theo Thế giới chuyển ra ngoài âm tới Ha ha ha, thanh âm lần nữa bay tới giang giật cười to không thôi tựa hồ căn bản không sợ ba người truy tung thanh âm tựa như hắn là cử thiên tri thượng thần tiên ba người biến thành phàm nhân giang giật đứng tại tiên vực cùng phàm nhân truyền lời t đột ngột ở giữa không trung tri thượng phong lên vân dũng vô số chúa tể uy năng tụ tập ngưng tụ ra một cái đại thủ đối ba người chỗ phương vị trùng điệp vỗ xuống chúa tể uy năng ba người cũng hơi kinh ngạc đồng điện thiên tôn lộ ra một tia đùa cợt các nàng trưởng khống quy tắc sở hữu năng lượng đều có thể triệu tập trưởng khống giang giật còn muốn dùng chúa tể uy năng đánh giết hắn buồn cười Hưu tây điện chi chủ cùng bắc điện chi chủ thân thể phiêu nhiên lui lại thoáng cái lui về phía sau vạn lý nói rõ không muốn tham dự giữa hai người tranh đấu hay là các nàng không hiểu có chút e ngại giang giật phá đông điện thiên tôn không có lui chỉ là tiện tay phẩy tay áo một cái nghĩ đánh sơ sát đại thủ trưởng đem bên trong chúa tể uy năng tan giã a à, đột nhiên đông điện thiên tôn phát hiện hắn thế mà không cách nào đánh sơ sát đại thủ trưởng bàn tay kia bên trong quy tắc thế mà không bị hắn khống chế. Trốn, hắn không biết chuyện gì xảy ra, hắn bản năng muốn chạy trốn, muốn tiến vào tiên ma sơn. Nhưng hắn thân thể đột nhiên không động được, mà lại hắn phát hiện một cái càng hoảng sợ sự tình. Hắn, thế mà không cách nào trưởng khống thế giới này quy tắc, tựa hồ thế giới này quy tắc cải biến, không bị hắn khống chế. Oanh, đại thủ trưởng âm vang nện xuống, mặt đất hơi chấn động một chút, cũng không có lên bao lớn ba động trên mặt đất đều chưa từng xuất hiện trưởng ấn, mà lại một trưởng vỗ dưới, đại thủ trưởng lập tức sụp đổ, tan biến vô ảnh. Cùng đại thủ trưởng cùng một chỗ biến mất còn có một người, một cái đột phá thiên tôn không biết bao nhiêu vạn năm, cái thứ nhất phi thăng tiên vực người, ba đại thế giới chúa tể một trong, đông điện chi chủ, thụy hà thiên tôn. Đông điện chi chủ, chết, chương 2240, thế giới chúa tể đại kết cục. Chết, bắc điện chi chủ cùng tây điện chi chủ nháy nháy mắt, hai người đều có chút mộng, tựa hồ phản ứng không kịp hai người thông qua quy tắc bốn phía đi cảm ứng, rất nhanh xác định một việc, toàn bộ thế giới không còn có đông điện thiên tôn Thụy Hà khí tức. Khí tức của hắn biến mất, hoặc là như giang giật vừa rồi, hoặc là bị triệt để hủy diệt. Rất rõ ràng là cái sau, bởi vì cái kia đại thủ trưởng dưới, có một ít bột mịn có chút phất phới, còn có một đạo vô cùng nhạt mùi máu tươi, đông điện chi chủ hoàn toàn chính xác bị một trưởng vỗ chết rồi. Thiên tôn bị chụp chết, điều này tựa hồ có chút giống như thiên phương dạ đàm dù cho hai vị khác thiên tôn đều có chút không dám tin tưởng ba vị thiên tôn cùng một chỗ ngây người không biết bao nhiêu vạn năm ba người cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có một ngày các nàng một người trong đó sẽ bị chụp chết thế nhưng là sự thật tự phát sinh ở trước mắt không phải do hai người không tin tưởng dựa vào cái gì hai người trong đầu đều là ba chữ này giang giật dựa vào cái gì có thể chụp chết đông điện chi chủ một cái tu luyện mấy chục năm một cái tiên thể còn không có ngưng tụ vừa mới đột phá thành thiên tôn người trẻ tuổi, hắn dựa vào cái gì có thể chụp chết thành tựu thiên tôn không biết bao nhiêu vạn năm đông điện chi chủ. Vẫn là không nghĩ ra, một thanh âm tại hai người vang lên bên tai, lần này thật là vô cùng rõ ràng, hai người ánh mắt hướng về sau mặt đột nhiên nhìn lại, thấy được một cái thanh tú người trẻ tuổi đứng ở phía sau nhàn nhạt mỉm cười. Người trẻ tuổi tướng mạo rất khôi ngô, sắc mặt rất bình tĩnh, khí thức rất bình ổn, đồng dạng có hô hấp, có huyết dịch đang lưu động, tay chân vẫn là tay chân, thậm chí, tiên thể vẫn không có ngưng tụ. Bất quá, người trẻ tuổi này tại trong lòng hai người đã trở nên không giống với lúc trước, mà lại không phải trên tâm lý cảm giác không giống, là thật không giống, nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Tựa hồ, hắn liền là toàn bộ thế giới, toàn bộ thế giới liền là hắn. Giang giật nhẹ nhàng đi tới, đi đến trước mặt hai người, khoảng cách chỉ có một trường, nhưng hai người nhưng căn bản không dám động, thậm chí sâu trong linh hồn truyền đến e ngại. Các nàng không hiểu có loại cảm giác, Giang giật tựa hồ một ý niệm có thể giết chết nàng bọn họ. Loại cảm giác này rất kỳ quái, lại là chân thực tồn tại. Bắc điện chi chủ nhìn qua trước mặt trương này khuôn mặt tươi cười, nội tâm đột nhiên có một loại xúc động, muốn quỷ bái xúc động, mà lại hắn đem loại này xúc động trở nên sự thực. Hắn trùng điệp một gối quỷ xuống, không người quát khẽ nói, cử chỉ điên rồ, tham kiến đại nhân. Cúi đầu, một dập đầu, một câu đại nhân, điều này nói rõ Bắc điện chi chủ thừa nhận giang giật mạnh hơn hắn, thậm chí mạnh mẽ một cái cấp bậc, hoàn toàn không phải một cảnh giới. Tây Điện Chi Chủ rất rõ ràng loại này ý vị, nàng cũng có thể cảm nhận được Giang Giật hoàn toàn chính xác có được loại thực lực này, cái này từng tại nàng nhìn lại không chịu nổi một kích tiểu tử, đã ngự trị ở bên trên nàng. Bịch, nàng trùng điệp quỳ xuống, cúi xuống cao quý đầu lâu, quát khẽ nói, giao quỳnh tham kiến đại nhân. Ha ha, Giang Giật cười nhạt một tiếng, không có để cho hai người đứng dậy, ánh mắt nhìn qua hai người lại có chút hoảng hốt, trong lòng suy nghĩ chăm lên ngàn hồi trở lại hắn một cái thiên tinh giới tiểu gia tộc tử đệ, khi còn bé còn bị giang như hổ bọn người đủ kiểu ức hiếp, cùng giang tiểu nô như hai tên ăn mày nhỏ tại giang ra sống nương tựa lẫn nhau. Hắn hoảng hốt ở giữa nhớ tới hắn tại Tây Sơn bị đánh ngất đi, thất tha thất thiểu đi trở về ra tràng cảnh. Ngày đó bị người đủ kiểu khi nhục tiểu tử, lại sừng sững tại toàn bộ đại thế giới đỉnh phong, một cái thế giới chúa tể bị hắn chụp chết, mặt khác hai thế giới chúa tể hướng hắn quỳ xuống. Nhân sinh như mộng, mộng như nhân sinh, hắn trọn vẹn đứng nửa canh giờ, hai vị điện chủ cũng quỳ nửa canh giờ hắn thu hồi suy nghĩ ánh mắt nhìn về phía hai người mở miệng nói còn muốn không thông sao hai vị điện chủ ngẩng đầu hai mắt nhìn nhau một cái tây điện chi chủ lắc đầu nói không nghĩ ra mời đại nhân chỉ rõ rất đơn giản giang giật khẽ mỉm cười nói ba người các ngươi là thiên tôn là quy tắc trưởng khống giả mà ta phá vỡ quy tắc sau đó một lần nữa chế định quy tắc sở dĩ các ngươi không thể hoàn toàn ý nghĩa xưng là thế giới chúa tể các người nhiều nhất chỉ là thế giới người quản lý, mà ta thì là thế giới chân chính chúa tể, ta là quy tắc chế định người, hiểu không? Quy tắc chế định người, hai vị điện chủ mơ hồ có ta minh bạch, vì sao đông điện thiên tôn không thể tan rã giang giật công kích, không thể trốn chạy, nhẹ nhóm bị trục chết? Bởi vì đông điện thiên tôn đã không cách nào trưởng khống quy tắc, quy tắc cải biến, giang giật có được cải biến quy tắc năng lực, hắn trở thành thế giới chân chính chúa tể. Bất quá! Quy tắc không phải thiên địa chính mình đản sinh sao giang giật làm sao có thể cải biến quy tắc? Chẳng lẽ cùng giang giật vừa rồi biến mất có quan hệ? Hai người mơ hồ mở to hai mắt nhìn qua giang giật, im ắng cầu vấn. Giang giật xem hiểu hai người ý tứ, hắn nhếch miệng cười nói: ha ha ha, vẫn là không nghĩ ra, sao không nghĩ ra? tự từ từ suy nghĩ, các ngươi có được vô tận tuế nguyệt, ta biến thành mục tiêu của các ngươi. Lúc nào các ngươi giống như ta, ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi một chút, đi gặp thế giới bên ngoài hưu giang giật nói xong biến mất không thấy lưu lại hai vị thiên tôn hai mặt nhìn nhau bất quá hai người ngược lại là thở dài một hơi giang giật cũng không định giết hai người cũng không có tước đoạt hai người thiên tôn chi vị thế giới bên ngoài hai người ánh mắt mê mang bên ngoài còn có thế giới chẳng lẽ bên ngoài còn có cùng giang giật đồng dạng cường đại thế giới chúa tể hai người không biết nhưng hai người ánh mắt dần dần trở nên kiên định các nàng có mục tiêu mới giang giật chính là các nàng mục tiêu giang giới hoàn toàn như trước đây an bình giang đế thành bên trong một mảnh tường hòa bầu không khí rất không tệ đáng tiếc giang bảo bên trong nhưng dù sao có một tia vung đi không được kiềm chế khí tức bởi vì giang giật thật lâu không có trở về thật lâu không có ngưng kết hư ảnh xuất chúng mặt người trước ông đột nhiên trong đình viện im ắng sóng gió nổi lên một thân ảnh đột nhiên ngưng tụ vô số thần thức lập tức quét tới lại toàn bộ chấn kinh ngạc không thôi bởi vì các nàng thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc giang giật trở về không phải hư ảnh, mà là người sống sờ sờ. Hiu, vô số bóng người bắn ra, y phiêu phiêu, kha lộng ảnh, y thiền, doãn nhược băng, tô như tuyết, giang tiểu nô, giang tiêu sao, chiến vô song. Mấy chục người đem toàn bộ viện tử vây chật như nêm cối toàn bộ mở to hai mắt nhìn qua giang giật, cũng không dám ra ngoài âm thanh, còn có người dụi rụi con mắt coi là nhìn lầm, coi là cái này vẫn như cũ là một cái hư ảnh. Phu quân, là người sao, kha lộng ảnh to gan đi hai bước đưa tay tại giang giật trên mặt sờ lên. Nàng ngọc thủ đột nhiên run lên, nước mắt rơi như mưa, phát ra một tia thanh âm rung động, phu quân trở về, thật là phu quân. Hoa hoa, một đám nữ nhân đỏ hồng mắt nhào tới nhau nhau ôm lấy giang giật, y phiêu phiêu cũng lảo đảo đi tới, bắt lấy giang giật tay nói, tiểu giật, người theo tiên vực trở về không sao. Không sao, giang giật trùng điệp gật đầu nói, về sau đều vô sự, vĩnh viễn mãi mãi cũng không sao. Rốt cuộc không ai có thể uy hiếp ta, uy hiếp người bọn họ, Mẫu thân, người hài nhi là Thế giới chúa tể, là tiên vực chi vương Thế giới chúa tể tiên vực chi vương Y phiêu phiêu có chút không hiểu nhiều Bất quá nàng cười Nàng theo Giang giật ánh mắt bên trong Đọc hiểu rất nhiều tin tức Nàng biết con trai của mình tiền đồ, tiền đồ lớn Phụ thân đại nhân Giang tiêu giao đã trưởng thành một cái thanh niên anh Tuấn Hắn trùng điệp tới cho Giang giật dập đầu vài đầu Sau đó nghi ngờ hỏi Phụ thân, cái gì là thế giới chúa tể Cái gì là tiên vực chi vương A à? Cái này Giang giật không bao giờ không biết như thế nào cùng Giang tiêu giao giải thích, hắn nghĩ nghĩ nói ra, ngươi có thể hiểu như vậy, phụ thân ngươi không gì làm không được, về sau các ngươi muốn đi đâu thì đi đó, có thể trở về hồng mông thế giới, có thể đi tiên vực, không còn có người dám khi dễ các ngươi. Mặt khác, ta có thể đem ra ra ngươi phục sinh, có thể đem đại gia ra, đem cửu dương thiên đế phục sinh, đem lân hậu, đem mạnh nanh, đem rất nhiều người phục sinh, tóm lại phụ thân ngươi là không gì làm không được. Oanh! tựa như một đạo kinh lôi lóe sáng, đem tất cả mọi người cho nổ mộng, y phiêu phiêu cùng kha lộng ảnh bọn người thân thể rung động kịch liệt, giống như lời này không phải giang giật nói, sợ là căn bản không ai tin tưởng. Lão đại, người không có gạt chúng ta, tiền vạn quán một thân lưu manh lay động, từ khi tại linh thú Sơn học viện nhìn thấy giang giật về sau, hắn nhất định giang giật khẳng định không phải vật trong ao, lại không nghĩ rằng giang giật cuối cùng đạt tới độ cao, đã vượt qua hắn lý giải phạm vi. Ba, Giang giật chờ tay cho tiền vạn quán cái ót thoáng cái, phấn nổ quát xéo đi người lão đại